Sau này chúng ta còn có những cái nhân duyên khác và chờ mong là cô Hằng sẽ đóng góp thêm cho Tám Tần nhiều chủ đề thú vị nữa. Và mong các cha mẹ hãy tham gia tích cực, nhiệt tình cũng chính là lời cảm ơn tốt nhất cho khách mời của chúng ta, cô Hằng hôm nay. Chắc là Thúy giới thiệu ngắn gọn như vậy thôi, và để cha Hằng có thể là giới thiệu chính thức những thông tin khác về chính Hằng và chương trình song ngữ mà Hằng đang đam mê theo đuổi. Bật mí với mọi người là Hằng có rất là nhiều tài năng. Ví dụ như là nói tiếng Anh rất là hay, rồi kể chuyện là một chuyên gia kể chuyện luôn đó. Và bạn mà kể chuyện thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà gọi là rời khỏi cái giọng nói thu hút và cái phong cách của Hằng. Tất nhiên là hôm nay chúng ta không nói nghệ thuật kể chuyện, nhưng mà Thúy phải giới thiệu rất là nhiều tài năng của Hằng. Và mong là chúng ta sẽ ứng dụng những cái hay mà cô Hằng sẽ chia sẻ trong tối nay vào việc dạy con nha. Nhất là những bà mẹ đang rất đam mê trong việc là giúp con có một cơ hội trở thành một em bé song ngữ để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại. Rồi, xin mời cô Hằng. Chúng Dạ, ta em cảm ơn chị chào Thúy. đón đi ạ. Dạ, em cảm ơn chị Thúy rất là nhiều và xin được chào đón tất cả các ba mẹ đến với cái buổi workshop ngắn ngày hôm nay. Thì như là chị Thúy có giới thiệu thì bây giờ xin phép được chia sẻ cái slide để cho mọi người dễ theo dõi. Không biết là mọi người có đang nhìn thấy cái slide của Hằng, nếu mà có thì xin Nhìn phép. thấy Dạ, ok ạ. Hiện tại thì hôm nay chúng ta đến với cái chủ đề đó là nuôi con song ngữ. Thì cũng xin chia sẻ với lại quý anh chị là sáng hôm nay thì Hằng cùng với lại các cộng sự cũng ở trong một cái workshop nói về việc là các trường học thì nên tổ chức mô hình song ngữ như thế nào. Thì đây là một cái chủ đề cô Hằng xin phép được xưng là Miss Hằng hoặc là cô Hằng, thi thoảng thì gọi mình là xưng Hằng, tại vì cái thói quen nghề nghiệp hy vọng là không làm ảnh hưởng tới cái tâm trạng của anh chị nếu như mà mình có lớn tuổi hơn Miss Hằng ạ. Thì hiện tại là Hằng sáng nay thì có chia sẻ với lại các thầy cô, những nhà quản lý giáo dục, báo chí, và Hằng phát hiện ra là cái chữ song ngữ dù là nó đã có mặt trên thị trường rất là lâu rồi, nó tới cái từ song ngữ thì mọi người không có xa lạ gì hết. Thế nhưng mà ngay cả những nhà giáo dục và thậm chí là những người họ đang làm ra những cái gọi là đầu tư vào cái mô hình trường học song ngữ thì cũng đang chưa hiểu đúng về cái từ song ngữ. Thì trong cái thời lượng chỉ có khoảng chưa đến 1 tiếng ngày hôm nay thì Hằng không không thể nào chia sẻ đầy đủ và cặn kẽ về cái chữ song ngữ này. Nhưng mà nếu như mà anh chị có bất cứ một cái thắc mắc hay là một cái băn khoăn hay là có những cái chia sẻ nào mà nó liên quan tới 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 con mình, liên quan đến việc học song ngữ, liên quan đến chương trình song ngữ của con mình, thì chúng ta cũng có thể chia sẻ, gõ vào trong box chat thì Quang cũng xin phép được giải đáp trong cái thời lượng giới hạn ngày hôm nay được phần nào. Và tương lai thì nếu như mọi người có quan tâm thì chúng ta cũng có thể theo dõi tiếp những cái chuyên đề tiếp theo. Đầu tiên xin phép được giới thiệu sơ lược một chút về Hằng, một chút thôi. Em bé xong bước vô đây là con trai Hằng đang mượn phòng sang. Cho nên là đây là những cái sơ nét về Hằng. Xin phép được đi đi nhanh để chúng ta dành thời gian cho những cái nội dung mà nó có ý nghĩa hơn nữa. Hằng cũng chỉ chia sẻ để cho mọi người thấy là cái background và những cái kinh nghiệm, những cái thực hành giáo dục của Hằng từ trước đến giờ thì nó xoay quanh những cái mô hình trường học mang yếu tố nước ngoài hoặc là những cái chương trình học song ngữ, và cái quá trình nghiên cứu cũng như là ứng dụng vào trong thực tế thì nó đều xoay quanh những cái đấy, cho nên là chắc chắn là những cái kiến thức hoặc là những cái chia sẻ của Hằng nó phần nào đấy nó cũng là những cái thông tin đã được lọc qua những cái bộ lọc như vậy. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất là tham lam mong muốn được đi qua những cái nội dung trên này, nhưng mà hy vọng là cũng có thể đi hết được hoặc là có thể đi nhiều hơn những cái thông tin trên này. Nếu như mà anh chị chúng ta có những cái câu hỏi hay là có những cái chia sẻ gì và chúng ta có thể thảo luận ngay trên đó thì sẽ rất là tuyệt vời.
Không biết là với cái tốc độ nói như vậy thì anh chị có theo kịp không ạ? Và với cái nội dung như vậy thì chúng ta cũng đang có những cái thắc mắc như thế nào thì chúng ta cứ gõ vào trong box chat ạ. À, cảm ơn cô Tuyền ạ. Tại vì Hằng cũng là một em bé song ngữ này, một em bé rất là hướng ngoại, rất là thích chuyện trò, rất là thích giao tiếp. Có rất nhiều em bé thì là không không thích gặp gỡ con người, không thích gặp gỡ gọi như là chuyện trò nhiều, nhưng mà như là cô Hằng thì rất là thích con người, rất là thích giao tiếp. Cho nên là nếu như mà lên online thì sẽ không được gọi là nhiều năng lượng lắm, bởi vì có cảm giác là không phải mình đang nói chuyện với con người mà mình đang nói chuyện với những cái máy. Cho nên nếu mà anh chị mà chúng ta có những cái tương tác thông qua box chat thôi cũng sẽ rất là cảm ơn anh chị, vì cho Hằng cảm giác là được tương tác và đang nói chuyện với người thật vì thật. Ok ha. Rồi, trước khi mà vào với lại cái nội dung của ngày hôm nay đấy, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gõ vào trong box chat những cái băn khoăn hoặc là những cái câu hỏi của mình, để như nếu như mà trong cái quá trình Hằng nói, Hằng sẽ hướng tới những cái nội dung đấy và nó sẽ phục vụ được cho cái nhu cầu lắng nghe của anh chị tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể đặt ra những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc hay là những cái băn khoăn của mình ha, trong quá trình này, để chúng ta có thể lắng nghe và chúng hàng có thể cung cấp được nhiều thông tin liên quan tới cái nhu cầu của mình tốt hơn. Câu hỏi đầu tiên xin phép được đi qua đó chính là trẻ song ngữ là gì? Thì ở trên màn hình là chúng ta có thể hiểu là trẻ song ngữ là như thế nào ha. Cái lý thuyết này á thì có nhiều cha mẹ rất là rõ. Song ngữ ở đây ấy thì ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta hình dung là chúng ta chủ yếu do là dân tộc Kinh rất là nhiều, cho nên là chiếm đa số, cho nên tiếng Việt chúng ta thì sẽ là ngôn ngữ thứ nhất. Nhưng mà rất là nhiều những cái dân tộc thiểu số á, thì cái môi trường song ngữ của họ là họ đã có ngay từ đầu là họ vừa có tiếng Kinh và có tiếng dân tộc của họ, đúng không ạ? Nhưng mà đa số anh chị ở đây thì Hằng chắc chắn là chúng ta đang ở trong cái hiểu biết về cái chữ song ngữ, đó chính là tiếng Anh và tiếng Việt ha, tiếng Anh và tiếng Việt. Thì trẻ song ngữ, cô Hằng đã thấy một câu hỏi là cho em hỏi có sợ bé bị loạn ngôn ngữ không ạ? Hằng sẽ chia sẻ cái đáp án ngay ha, chút nữa sẽ chia sẻ luôn. Đó là một cái câu hỏi rất là gọi như là legend, gọi là câu hỏi huyền thoại của rất nhiều cha mẹ, rằng là nếu mà mình cho trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ sớm, nhiều ngôn ngữ sớm thì trẻ có bị loạn ngôn ngữ không? Trẻ song ngữ là những đứa trẻ có khả năng hiểu và sử dụng được hai ngôn ngữ. Ví dụ như là Hằng ở đây có thể sử dụng được hai ngôn ngữ, đúng không ạ? Thì được gọi là một người có phát triển về mặt ngôn ngữ là được gọi là song ngữ. Và hiện giờ thì đang tự học thêm một ngôn ngữ tiếp theo, thì nếu như mà mình thành thạo được ngôn ngữ tiếp theo nữa thì được gọi là đa ngữ. Trong dòng họ của Hằng thì có khá là nhiều những cái anh chị em là song ngữ, là tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng mà có một bạn là đa ngữ, là có thể nói được 5 thứ tiếng. Thì tất cả những cái định nghĩa này chúng ta đều hình dung là chúng ta có cảm giác là chúng ta có hiểu biết rằng trẻ song ngữ là như thế nào. Và chúng ta có thể thấy là trẻ có thể học cả hai ngôn ngữ cùng lúc từ khi sinh ra, thì được gọi là song ngữ đồng thời, và học cái ngôn ngữ thứ hai sau khi đã nắm vững ngôn ngữ đầu tiên thì được gọi là song ngữ kế tiếp. Song ngữ đồng thời thì thường được áp dụng cho những cái gia đình mà sinh ra là có ba hoặc mẹ là mỗi người một một quốc gia, một quốc tịch, và họ sẽ nói cái ngôn ngữ chính của họ, tiếng mẹ đẻ của họ, và đứa trẻ đồng thời được nuôi dạy trong cái môi trường mà có hai ngôn ngữ đấy thì sẽ phát triển đồng đều, và được gọi là và trẻ nếu mà trẻ sử dụng được hai ngôn ngữ đó cùng lúc thì được gọi là trẻ song ngữ, mà là song ngữ đồng đều. Còn nếu như mà trẻ mà học mà thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ xong và chuyển qua cái ngôn ngữ tiếp theo là ngôn ngữ tiếng Anh về sau thì được gọi là song ngữ kế tiếp. Đa số chúng ta thì đang là song ngữ kế tiếp, đúng không ạ? Và chúng ta đang có mong muốn là nuôi con song ngữ. Sáng hôm nay trong cái hội thảo ấy thì chúng ta thì cô Hằng cùng với lại các cộng sự thảo luận rất là say mê rằng có đến hơn một nửa dân số trên thế giới này, có đến hơn một nửa dân số trên thế giới này là song ngữ, tức là cái tỷ lệ đấy rất là nhiều.
là hơn một nửa dân số, và hướng đến cái việc trẻ xong cái việc mà gọi như là biết được tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế đó, thì là một trong những cái nhu cầu và những cái gọi như là cái cần thiết vô cùng đối với tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ riêng người Việt chúng ta, đúng không ạ? Và có một cái câu hỏi hồi nãy đó, câu hỏi hồi nãy của chị Xuân, nó là có sợ bé bị loạn ngôn ngữ không? Thì ở trên Facebook và fanpage của Hằng chia sẻ rất là kỹ, có một cái bài chia sẻ rất là kỹ, và xin phép được trả lời cho mẹ Xuân là chúng ta, tức là khoa học nhé, khoa học chứ không phải là cô Hằng nói, khoa học chứng minh rằng không có chuyện loạn ngôn ngữ khi cho trẻ tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ cùng một lúc và từ sớm. Cái là nếu như có hiện tượng xảy ra đó là trẻ bị loạn ngôn ngữ, tức là trẻ không có phát triển ngôn ngữ một cách như bình thường ha, ở trong cả hai ngôn ngữ, thì tất cả lý do nó không đến từ việc là cho trẻ tiếp xúc ở trong môi trường có nhiều ngôn ngữ. Nó không đến từ lý do đó, nó sẽ đến từ lý do về mặt nhận thức hoặc là về mặt thần kinh học. Đó. Não bộ của trẻ có những cái khác biệt, và nó không phải đến từ lý do là cho trẻ tiếp xúc sớm ha. À, cái đó là khoa học chứng minh cái điều đó. Và thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta thấy có những cái hiện tượng như là trộn ngôn ngữ, ví dụ như mình cho bé tiếp xúc với trẻ gửi tới trường và trường quốc tế chẳng hạn, và ở môi trường đấy thì trẻ nói tiếng Anh, trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh, và cái môi trường bên ngoài là bằng tiếng Việt chẳng hạn, và cái thời gian giai đoạn đầu á, khi mà trẻ nói thì trẻ hay trộn những cái ngôn ngữ lại, ví dụ như là cái apple này nó rất là delicious kiểu như vậy, thì khi đó nó được gọi là hiện tượng trộn ngôn ngữ. Và cái hiện tượng trộn ngôn ngữ này là hoàn toàn rất là bình thường ở trẻ, hoàn toàn rất là bình thường ở trẻ. Sau một thời gian thì chúng ta có những cái ngôn ngữ định hướng tới đứa trẻ, là chúng ta cứ nói chuyện với trẻ này, ngôn ngữ chúng ta hướng tới trẻ này, chúng ta giao tiếp với trẻ và sử dụng cái ngôn ngữ đấy này, thì dần dần ngôn ngữ của trẻ sẽ được sắp xếp lại. Dần dần ngôn ngữ của trẻ sẽ sắp xếp lại và không có hiện tượng gọi là loạn ngôn ngữ ở trẻ. Và nếu như mà chúng ta hình dung là nếu mà chúng ta nghe như vậy ha, xong chúng ta bảo là vâng, vậy thì nếu như vậy thì chúng ta sẽ cho trẻ học nhiều những cái, nghe nhiều những cái ngôn ngữ thì trẻ sẽ phát triển được nhiều ngôn ngữ, thì không phải ha. Chúng ta sẽ phải có cái ngôn ngữ định hướng tới với đứa trẻ, nghĩa là ngôn ngữ khi chúng ta nói với nhau, không đang nói với trẻ, thì trẻ sẽ không học được ngôn ngữ đó tốt. Chúng ta hình dung là như vậy thì cái môi trường giao tiếp của trẻ là phải là giao tiếp định hướng tới với con. Vậy thì tới phần này ha, trẻ song ngữ thì mình rất là dễ hiểu là trẻ có thể nói được hai ngôn ngữ, sử dụng được thành thạo hai ngôn ngữ, có thể giao tiếp, có thể làm việc, có thể sống mà có thể sử dụng được hai ngôn ngữ này tương đương. Thực ra thì khó mà có thể nói là tương đương luôn, có một ngôn ngữ chiếm ưu thế ha. Tuy nhiên là với mong muốn của rất nhiều cha mẹ, và đây là một cái mong muốn rất là chính đáng và cần thiết về việc là chúng ta cần phải có xây dựng cho con cái chúng ta những cái gọi là xây dựng cho con cái chúng ta cái khả năng, năng lực để có thể sử dụng được cả hai ngôn ngữ, ngôn ngữ mẹ đẻ, để chúng ta gắn kết với lại chính con người mình, với quê hương mình. Có rất nhiều cha mẹ nói là ui, con của em nó giỏi tiếng Anh lắm, nó giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt, và nói với cái sự rất là tự hào. Thì cô Hằng nghĩ là đây cũng là một cái mà chúng ta cần phải thay đổi một chút, bởi vì là cái ngôn ngữ mẹ đẻ nó là cái ngôn ngữ kết nối chúng ta với cội nguồn, nó không chỉ là ngôn ngữ, nó còn là cảm xúc, nó còn là cái nhận diện, nó là cái định vị chúng ta trong cái đời sống này. Và nó gắn kết cả tâm hồn với cái nguồn cội nữa, cho nên việc mà nuôi dưỡng tiếng mẹ đẻ cho con vô cùng cần thiết. Vậy thì cái vai trò của tiếng mẹ đẻ nó cũng cực kỳ cần thiết khi mà chúng ta nuôi dạy trẻ song ngữ. Và nếu như mà sau này mà mình cho con mình chắc chắn là nó phải là công dân toàn cầu, có nghĩa là nó có thể làm việc được ở trên toàn thế giới này ha, và nó có tiếng Anh, thì thứ mà người ta nhận diện con mình chính là cái văn hóa nguồn cội của con mình. Cho nên việc con cái chúng ta mà giỏi, thật giỏi tiếng Việt là một điều cực kỳ quan trọng.
Sau hôm nay thì sau cái buổi này thì Hằng cũng sẽ xin gửi vào trong group một cái clip mà cô Hằng đã dịch ra và lồng tiếng. Clip đó hơi dài những 10 phút, hy vọng là 20 bạn ở đây sẽ tập trung và lắng nghe cái câu chuyện đấy để hiểu là cái ngôn ngữ nó giúp cho kích thích cái sự phát triển não bộ của trẻ tốt như thế nào. Để chúng ta hình dung là nếu như chúng ta không giỏi tiếng Anh, chúng ta cho con thật là giỏi tiếng Việt thì sau này cái việc học tập tiếng Anh của con cũng sẽ tốt hơn, và nó sẽ giúp con phát triển về mặt não bộ, tư duy và nhận thức cực kỳ. Ngôn ngữ chính là phát minh kỳ diệu nhất, vĩ đại nhất của nhân loại. Nếu như không có ngôn ngữ thì chúng ta không thể sống được, không thể sống được. Có rất nhiều những cái thí nghiệm cho thấy là nếu như không có giao tiếp thì con người không có ngôn ngữ, mà không giao tiếp nữa thì con người sẽ không có phát triển được, không có sống được, không có hạnh phúc được. Cho nên việc cho con chúng ta giỏi ngôn ngữ là một trong những cái điều cực kỳ, không phải là quá khó khăn nhưng mà rất là quan trọng, cần thiết. Phần tiếp theo đó là lợi ích của trẻ song ngữ. À, bé nhà em 2 tuổi và đang học lớp Montessori song ngữ, nên vấn đề em lo lắng nhất cũng là vấn đề loạn ngôn ngữ vì bé đang độ tuổi tập nói. Thì cũng là cái câu trả lời cho mẹ Xuân thì cũng sẽ là trả lời cho mẹ Trang đấy ạ. Tức là nếu như mà môi trường song ngữ thì không có làm cho trẻ bị loạn ngôn ngữ, trẻ tập nói ha. Chúng ta cứ tiếp tục cho con tiếp xúc, và mục tiêu cao nhất đó là làm cho con thích thú với ngôn ngữ tiếng Anh, yêu mến cái ngôn ngữ tiếng Anh, chứ không cần thiết phải là đứa trẻ sẽ phải nói hay là có những cái việc như là phát triển hai ngôn ngữ thật là tốt. Mục tiêu của chúng ta là cho trẻ có những cái cảm xúc tích cực với tất cả ngôn ngữ và giúp cho trẻ tập nói tốt. Nói ngôn ngữ nào tốt cũng tốt hết, và nên khuyến khích là cho trẻ tiếp xúc, hẳn không có nói là dạy ha, cho trẻ tiếp xúc với lại ngôn ngữ khác. Là ví dụ ở đây là tiếng Anh, thì càng sớm thì cái năng lực gọi là nhận diện và cảm xúc với cái ngôn ngữ đó cũng sẽ tốt hơn dành cho trẻ, chứ không phải là mình cho trẻ học sớm thì sẽ bị loạn ngôn ngữ, và cũng không phải là nếu như không cho trẻ học sớm thì sẽ đánh mất giai đoạn vàng, giai đoạn kim cương gì đấy, không có. Nó chỉ là tốt hơn, khuyến khích hơn để trẻ thích thú hơn, dễ dàng hơn, nhưng không có nghĩa là về sau thì trẻ sẽ không học được ngôn ngữ này ha. Không, theo cái đấy là chỉ là những cái truyền thuyết thôi. Và bản thân người lớn chúng ta, nếu như bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếng Anh thì cũng không phải là quá khó khăn hoặc là không thể để có thể có được thêm một ngôn ngữ nữa. Điều này thì hôm trước có một cái buổi hội thảo và Hằng đã truyền cảm hứng được. Sau đó thì có rất là nhiều cha mẹ nhắn tin cho Hằng nói là nhờ cái buổi hội thảo đấy mà bây giờ em cảm giác là em rất là thích thú trong cái việc học thêm cái ngôn ngữ. Và chính cái việc mà chúng ta hào hứng với cái ngôn ngữ đấy cũng là cách chúng ta đang dạy con mình, để con mình cũng thích thú với ngôn ngữ đó ha. Như vậy là cái ba mẹ có thể quên hết nãy giờ cô Hằng nói, quên hết cũng được, chỉ cần nhớ một cái thông tin, đó chính là chúng ta cho trẻ tiếp xúc càng sớm thì sẽ càng tốt này. Thứ hai đó là càng tốt cho với cái việc mà nhận diện về ngôn ngữ này, trẻ sẽ không bị rối loạn ngôn ngữ, và không có cái chuyện là tiếp xúc trễ thì sau này trẻ sẽ không có giỏi cái ngôn ngữ đấy, không có. Ngoài ra thì cũng có nghĩa là song ngữ thì cái việc nuôi dạy con phát triển tính mẹ đẻ là cực kỳ tốt. Nó tốt cho cảm xúc, cho nhận thức, bởi vì khi con giỏi tiếng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, và môi trường sống của con là tiếng Việt thì cái phần não bộ của con nó sẽ phát triển tốt, do là khi ra ngoài á, con sẽ hiểu được nhiều hơn, tức là định hướng về mặt ngôn ngữ và phát triển tư duy của con sẽ tốt hơn. Phần thứ hai đó là lợi ích của trẻ song ngữ, thì có rất rất nhiều những cái lợi ích của trẻ song ngữ nha. Lợi ích mà mọi người nhận diện được ấy là con sẽ có khả năng học tốt hơn, sau này xin việc dễ hơn, hay là con sẽ kiểu như là có nhiều cái cơ hội hơn trong cuộc sống. Hay là bây giờ trẻ song ngữ, trẻ trẻ giỏi tiếng Anh ấy, thì con cũng sẽ kiểu như là những cái đứa trẻ đấy nó sẽ linh hoạt, hoạt bát hơn. Thì tất cả những cái nhận nhận gọi là những cái lợi ích đấy chúng ta hoàn toàn có thể rất là dễ dàng để nhận ra. Nhưng mà ở đây Hằng có muốn nói đến một số những cái lợi ích mà chúng ta sẽ hình dung là chúng ta nhìn thấy ngay ở trên màn hình đấy, thì nó có rất là nhiều những cái lợi ích ha.
Ví dụ như là khi mà một cái người mà song ngữ đấy, một đứa trẻ song ngữ thì cái não bộ của đứa trẻ đó sẽ được cân bằng và cái kỹ năng điều hành của não bộ tốt hơn. Mình hình dung là nếu như là trẻ đơn ngữ, trẻ biết một ngôn ngữ ấy, thì cái cơ bắp não bộ của con không tốt bằng cái trẻ song ngữ. Trẻ song ngữ thì sẽ có cái kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn, cái tư duy của trẻ linh hoạt hơn, cái khả năng thích ứng trong cuộc sống cao hơn. Chứ nó không chỉ hoàn toàn là chỉ có cái ngôn ngữ đâu, chỉ có cái công cụ đâu nha, mà nó còn giúp cho cái con người, cái chất lượng về mặt con người của trẻ sẽ gia tăng hơn. Về về những cái mà Hằng mới chia sẻ về học tập thì trẻ song ngữ sẽ có thường có những cái thành tích tốt hơn trong các môn học, trong các môn học chứ không chỉ là môn tiếng Anh. Rồi xã hội và văn hóa, với trẻ song ngữ thì trẻ con cũng sẽ có cái năng lực là linh hoạt hơn, thích ứng hơn và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng tốt hơn về sau. Dễ dàng, ví dụ trẻ tới một cái môi trường mới, không phải là môi trường nói tiếng Anh đi chăng nữa, thì với những cái đứa trẻ mà có song ngữ đấy thì cái năng lực thích ứng và hòa nhập sẽ cao hơn. Cái điều này được khoa học chứng minh. Và có một cái điều mà Hằng rất thấy thú vị và muốn chia sẻ, đó là những cái người mà song ngữ đấy thì khả năng mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer đấy sẽ giảm tới 85%. Tức là khoa học chứng minh là những cái người như là cô Hằng đi mà có song ngữ, tức là nói được hai ngôn ngữ đấy, thì về già thì sẽ cái bệnh mất trí nhớ của người già thì sẽ không có mắc, tức là cái khả năng đó nó được giảm tới 85% so với người đơn ngữ. Thì riêng cái lợi ích này là Hằng thấy xứng đáng để có thể học thêm một ngôn ngữ nữa rồi, đúng không ạ? Vậy thì ở đây có cha mẹ nào mình nghe tới đây mà mình suy nghĩ là ừ, thế thì mình thấy là cái lợi ích của trẻ song ngữ này rất hay và nó còn có thêm những cái lợi ích nào khác không, thì chúng ta hãy comment nhé. Cũng xin chia sẻ với mọi người một câu là Hằng đã làm việc với rất nhiều người, trong đó có rất nhiều người lớn, cứ nói là ui anh mà có tiếng Anh như em thì bây giờ anh ngon lắm, ui anh mà có tiếng Anh là ngày xưa anh đi làm anh ngon lắm, chẳng ai học nhá. Việc học mà có thêm một ngôn ngữ nữa thì nó không phải là quá khó khăn đâu, chứ chẳng qua là cái phương pháp và cái cách học của chúng ta nó bị sai, và cái rào cản lớn nhất là chúng ta luôn nghĩ là ôi cái môn này nó không dành cho mình không nói được tiếng Anh, ôi nó quá khó làm sao mà được đấy, thì cái rào cản nhiều nhất là cái việc đó thôi, chứ không phải là song ngữ thì nó sẽ rất là khó. Ok, chúng ta còn có cái chúng ta còn có cái chia sẻ gì, mọi người hãy gõ vào trong box chat về lợi ích của trẻ song ngữ, hoặc là có thêm những cái câu hỏi gì thì chúng ta cứ chia sẻ ha, hay băn khoăn hay kỳ vọng của mình được lắng nghe tiếp theo là gì, thì chúng ta hãy gõ trong box chat để biết Hằng có thể có nhiều cái insight để trò chuyện nó trúng đích hơn. Ok ha. Phần tiếp theo nữa đó là trẻ học song ngữ như thế nào. Cái nội dung của cái buổi này ấy thì nó không hoàn toàn chỉ nhắm vào trẻ nhỏ, nhưng mà nó có ý nghĩa với các phụ huynh mà đang có con ở những cái độ tuổi lớn hơn. Nhưng mà đối với những cái nhưng mà nó hầu hết là nó sẽ phục vụ cho cái đối tượng người nghe ấy, là có con nhỏ thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là những cái đối tượng mà con đã lớn rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ hoặc đặt câu hỏi ha. Nó cũng giải đáp phần nào cho anh chị. Vậy thì cái phần tiếp theo nữa đó là trẻ học song ngữ như thế nào. Theo anh chị, theo ba mẹ đấy, thì con của chúng ta học tiếng Anh như thế nào thì tốt? Hỏi trẻ học song ngữ thì có vẻ như là nó khó hiểu đi. Thế bây giờ mình chuyển luôn là thế thì trẻ học tiếng Anh như thế nào? Theo chuyện ba mẹ thì con cái chúng ta học tiếng Anh như thế nào là cái phương pháp đúng, phương pháp tốt dành cho con. À, câu hỏi tiếp theo cũng hay. Ba mẹ nói sai, phát âm sai, không dám dạy con thì có được không? Hay cứ thoải mái nói, tạo môi trường nghe nói cho con. Câu hỏi hay quá. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi truyền truyền thuyết. Tức là khá là nhiều cha mẹ cũng vì cái rào cản này thì không có dạy dạy con. Dạy con tiếng Anh. Nói là ôi mình phát âm sai, mình nói xong rồi nó sai luôn, tội nghiệp nó. Xíu nữa Hằng xin phép được giải đáp phần này trong cái phần tiếp theo luôn ha.
Vậy thì theo ba mẹ thì trẻ học song ngữ như thế nào? À. Sau cái này là sẽ nói trả lời câu hỏi của mẹ Xuân đây. À, đầu tiên đấy là mình hình dung là trẻ cần phải có tương tác và có môi trường. Nếu như mà chúng ta cho con cái chúng ta đi học ở những cái trường lớp đấy và mình phát hiện ra là con cái của chúng ta đang học tiếng Anh ở đó và cái việc học tiếng Anh ở trường học thì nó chỉ đơn giản diễn ra là đưa flashcard, tức là những cái thẻ hình thẻ chữ đấy, xong rồi con lặp đi lặp lại đấy và cứ học thuộc hết từ này đến từ khác, thì đấy không phải là cái phương pháp học tiếng Anh đúng ha. Nó là cái phương pháp mà chúng ta học từ tiếng Anh từ trước đến giờ, và đây cũng là cái phương pháp mà khiến cho chúng ta sợ cái tiếng Anh. Ngôn ngữ nó y như là cái việc tập bơi hoặc là đi xe đạp ấy. Nó giống như cái việc tập bơi và đi xe đạp. Chúng ta luyện tập và chúng ta thực hành, và sau một thời gian thì chúng ta không cần phải suy nghĩ là bơi thì nó như thế nào, hay là chạy xe nó như thế nào, chạy xe đạp hay chạy xe máy giống nhau. À, chúng ta cứ lên xe và nó cứ thế là đi thôi. Nó y như cái việc chạy xe vậy. Vậy thì cái việc là ban đầu chúng ta thực hành nó, chúng ta học tập nó thì nó sẽ có khó khăn, nhưng mà không có nghĩa rằng nó cứ khó khăn hoài như vậy, về sau nó sẽ giống như là mình cứ ngồi lên xe là mình di chuyển như vậy, nó không cần chúng ta phải nhận thức về cái việc là chúng ta có cái kỹ năng đó nữa. Vậy thì đối với trẻ thì trẻ cần phải có tương tác, phải có môi trường để con có thể giao tiếp, có thể học, có thể sử dụng tiếng Anh để trở thành cái để phục vụ cho cái nhu cầu của con. À, trẻ cần một cái môi trường, trẻ cần tương tác, trẻ cần nói, trẻ cần ngôn ngữ định hướng vào trong trẻ. Nên là có rất nhiều trẻ mà ở Việt Nam nói tiếng Việt rất giỏi rồi sang Mỹ khoảng một thời gian ngắn thôi là con có thể nói được tiếng tiếng Mỹ rất là tốt ha, chỉ cần không cần dạy gì, chỉ cần cho con vào trong cái môi trường đấy. Thì tạo ra cái môi trường tương tác, tạo ra cái môi trường có tiếng Anh định hướng tới con sẽ rất là tốt. Vậy thì trả lời cái câu hỏi của mẹ là mẹ nói sai phát âm thì có nên dạy con hay không? Đến đây thì Hằng xin phép nói trả lời cho cái câu hỏi của mẹ Xuân ấy, là chúng ta không cần e ngại quá đến việc là chúng ta phát âm sai. Chúng ta không cần e ngoại ngại quá đến việc là chúng ta phát âm sai ha. Việc của chúng ta là cho con tiếp xúc với cái việc là lắng nghe thêm một thứ âm thanh khác, một cái cách âm thanh khác, và cái việc này nó nếu như mà được tạo ra bởi những người thương yêu như là cha hoặc mẹ trong nhà của con thì nó lại càng tuyệt vời. Có nghĩa là chúng ta thay vì nghĩ đến chuyện chúng ta đang phát âm sai ấy, thì chúng ta nghĩ đến chuyện là chúng ta đang tạo ra môi trường có tiếng Anh cho con và những cảm xúc tích cực của con hướng đến ngôn ngữ này. Và chúng ta không cần nói những thứ quá nhiều để mà sai nhiều. Chúng ta quay lại là có những cái câu nói, những cái khẩu, những cái functions, không biết dịch ra làm sao. Ví dụ như là sit down, come here baby, come here. Oh, that's good. Wonderful, kiểu những cái câu nó chỉ đơn giản như vậy thôi, thì những cái này á mình cứ nói, và thay vì nói những cái từ đấy bằng tiếng Việt thì mình đổi qua tiếng Anh, thì sẽ gửi cho mọi người những cái 100 cái câu nói thường sử dụng với trẻ, thì chúng ta khi mà chúng ta có được cái câu nói đó, những chúng ta luyện tập khoảng 5-10 câu, sau đó là tăng dần lên, chúng ta thêm vào với những cái giao tiếp hàng ngày của trẻ, thì chúng ta sẽ giúp trẻ có cái cảm xúc tốt với cái ngôn ngữ này trước ha. Và nó khó để sai lắm, tại vì nói đi nói lại và nói cũng không phải là nói nhiều, không phải là nói nhiều, cũng không phải là những cái câu này nó quá khó. Ví dụ như là let's eat, mình cùng ăn nào đấy, mình cứ luyện tập đi luyện tập lại, và chính mình cũng đang giúp cho mình về già không có bị Alzheimer, thì cái việc này nó cũng sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Nó rất là tốt cho bản thân mình nữa. Và chúng ta cũng khi mà mình có thêm một ngôn ngữ nữa thì người ta nói là nó có thêm một cái tâm hồn nữa. À, nên là bản thân người lớn ấy, nếu mà mình có ý thức trong việc là nâng cao cái việc sử dụng tiếng Anh của mình ấy, thì mình cũng đang phục vụ chính bản thân mình chứ không chỉ đơn thuần chỉ là dạy con. Ha, cho nên là chúng ta cùng học với con và thêm vào với
cái nhu cầu giao tiếp của mình thêm vào với tiếng Anh. À, xong hoặc là mình hát những bài hát đơn giản thôi, mình hát là hey hey Mimi, hey hey Mimi, it's nice to meet you, kiểu như vậy. Cái mình hát vài những cái câu nói hoặc mình đọc những cái lời gọi như là những cái bài vè, những cái bài chant nó rất là thân thuộc với trẻ. Ví dụ như là tự như các cô của Hằng hoặc là các ba mẹ hay nói là những cái câu đơn giản như là let's eat baby, let's eat, now is good, now is good, kiểu như vậy. Thì mọi người biết học những cái âm thanh mà trẻ nghe thấy, đặc biệt là trẻ càng nhỏ nhé, hoặc là ngay cả người lớn thôi, thì mình hình dung là nó có cái tiếng tim đập là bụp 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 bụp, đúng không? Thì đứa trẻ sinh ra là nghe cái âm thanh đó đầu tiên. À, đứa trẻ ở trong bụng mẹ, nên là những cái âm thanh hoặc là cái cách mình đang nói bằng giai điệu á, và những cái ngôn ngữ mà nó có tính vần điệu như vậy ấy, thì nó sẽ có tác dụng rất nhiều với cái cảm xúc an toàn của trẻ. Cho nên là chúng ta rất là dễ học với những cái âm thanh mà nó mang cái tính vần điệu đấy. À, ví dụ ở trường mọi người hay nói là chơi học với chị Hằng một hồi ấy, không nói được bình thường nữa. Ví dụ như là thấy chị Hằng thì sẽ kêu là ô kìa, chị Hằng đang đi tới, yo yo kiểu như vậy. Thì mình đưa vào trong cái màu sắc, trong việc chăm sóc trẻ, mình mang những cái ngôn từ, những cái giai điệu, thậm chí con mình lớn rồi mình cùng học tập những cái câu đó với trẻ, với con mình, để mà trong giao tiếp hàng ngày mình có thêm tiếng Anh nữa, nó cũng sẽ giúp cho cái cảm xúc tươi mới và cái cảm xúc thích thú với cái ngôn ngữ này của trẻ nó được tốt hơn, dẫn tới là trẻ sẽ học tập tốt hơn ở cái môn học này. À, vì khi mà mình thích á thì đảm bảo là kiểu gì mình cũng sẽ học tốt. À, à, mình thích nấu ăn kiểu gì mình cũng nấu ăn ngon. À, mình thích tiếng Anh kiểu gì mình cũng học tiếng Anh tốt. Mình thích môn vật lý hay mình thích tâm lý học là kiểu gì mình cũng sẽ tìm cách tìm hiểu, và cái điều đó nó sẽ chảy vào trong mình, nó như miếng bọt biển ấy, nó sẽ hút được tốt hơn. Cho nên là việc của chúng ta là thay vì là giúp con có được những cái thành tích đối với cái môn học đấy, thì mình đổi cái mục tiêu là làm sao cho nó thích cái ngôn ngữ này. À, và với tất cả những cái môn khác, nếu như mà ba mẹ muốn đứa trẻ mình gọi là lớn lên với những cái cảm xúc tích cực, thì cũng là mình xây dựng cái thái độ tích cực trước đối với lại cái môn học đấy. Khi mình dạy trẻ hoặc là khi mình ở trên trường lớp, hoặc là khi mình nói cái câu đó bằng tiếng Anh ấy, thì ví dụ một hai lần đầu trẻ không hiểu thì maybe là chúng ta có thể giúp trẻ hiểu để cho nó không bị chặn lại cái ngữ nghĩa. Nhưng mà về sau, ví dụ khi mình nói là let's eat baby, let's eat, à, và cái câu này được thực hiện quen rồi, thì mình đừng dịch luôn qua tiếng Việt. À, ăn nào, let's eat, let's eat. Nói một hai câu lúc đầu thôi ha. Cho nên khi mà mình sử dụng, mình hình dung là nó là cái công cụ và nó đã truyền tải được ý nghĩa, nên mình không cần dịch cái câu đó sau đó nữa. Thì cái việc này giúp cho cái đứa trẻ mình nó sẽ có được cái câu đó ở trong cái đời sống, nó sẽ sử dụng câu câu tiếng Anh đó để thể hiện cái nhu cầu của mình. Và khi mình dạy trẻ đó thì mình sẽ tạo ra giúp cho trẻ nói những cái âm thanh, ví dụ như là mình nói cái chữ là circle là hình tròn, đúng không? Đó, thì cái việc bảo trẻ nói chữ circle nó sẽ khó. Hoặc là chúng ta học cũng vậy, chúng ta sẽ tìm cách để đưa những cái âm thanh của cuộc sống á, âm thanh của cái việc phát âm á, hoặc là trẻ chúng ta không phát âm tiếng Việt tốt ấy, chúng ta cũng đưa những cái âm thanh đó, chúng ta cũng đưa những cái âm thanh đó biến thành những cái hoạt động trò chơi. Ví dụ như là đó, là khi mà trẻ phát ra những cái âm thanh như vậy ấy, à, trẻ càng nhỏ hoặc là người lớn chúng ta mà kiểu như chúng ta chơi với âm thanh như vậy ấy, thì cái việc phát âm cũng sẽ tốt hơn và trẻ sẽ giúp dễ dàng bật âm hơn. Ở đây có ba mẹ của em bé nhỏ ạ, mình chơi nhiều với âm thanh, những cái âm thanh mà mình nói thật nhiều ngôn ngữ định hướng với trẻ, tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được, là sẽ giúp trẻ phát triển rất là tốt. Và để trẻ nói tốt thì bắt buộc là mình phải giao tiếp một cách trực tiếp với trẻ, và môi trường giao tiếp trực tiếp, à, mình hạn chế tối đa trẻ tiếp xúc một chiều với những cái thiết bị điện tử, hạn chế tối đa, bởi vì những cái thiết bị đấy nó là giao tiếp một chiều, nó không đòi hỏi tương tác ngược lại từ trẻ.
nếu mà mình có thể có cái thời lượng học tập song song, có nghĩa là mình có tiếng Việt và tiếng Anh ở trường học của con đấy, thì sẽ rất là tốt để cho trẻ phát triển về song ngữ. Nhưng mà thời lượng học tập này hoặc là ngôn ngữ này á, mình sẽ hình dung là thời lượng nó là về mặt số lượng và mặt chất lượng ha. Thời lượng ví dụ như là mình cho con mình học tiếng Anh, nó tiếp xúc với một cái người nói tiếng Anh rất là nhiều giờ, nhưng mà cái người này thì họ lại không có sản xuất ngôn ngữ nhiều, tức là chất lượng lại không cao chẳng hạn, thì cũng không có phát triển về ngôn ngữ đấy tốt ha. Cho nên mình sẽ cân nhắc cái phần này. Và giáo viên hay là cha mẹ thì cần phải có những cái kỹ năng tương tác, giảng dạy sư phạm mầm non, chứ không phải là mình gửi tới một trung tâm hoặc là một trường học thì cứ có giáo viên nước ngoài, có Tây ở trong trường là mình an tâm được. Mà những cái người, ví dụ như là có những cái trường học mà có giáo viên Việt Nam mà dạy tiếng Anh mà có cái kỹ năng tương tác và có được đào tạo giảng dạy sư phạm mầm non tốt ấy, thì nó tốt hơn cả trăm ngàn lần so với cái người giáo viên mà nói cái, chỉ là nói được ngôn ngữ thôi chứ không có biết giảng dạy. Thì cái việc này chúng ta phải có cái sự quan sát tinh ý và tinh tế để có thể nhận diện được. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần có người nước ngoài là xong ha. Việc này nó sẽ là một trong những cái khiến cho tức là vì trước đây ấy, mình cứ nghĩ là tốt nhất là cái đứa trẻ của chúng ta nên có một cái câu rất hay, có một mẹ nhắn cảm ơn An ha, nên là chúng ta có cái kỹ năng tương tác này, chúng ta tìm kiếm những cái giáo viên có kỹ năng tương tác, kỹ năng giảng dạy, chứ không phải là chỉ có cái avatar ha. Có một mẹ là mẹ nhà An nói là khá ghen tị với các mâm vì các mâm có nhiều thời gian bên con hơn, trong khi em là giáo viên thì lại ước nhiều thời gian với học sinh. Đúng là làm cha mẹ lại lo không biết bắt đầu từ đâu, còn giáo viên lại thèm thời gian dồi dào bên con như ba mẹ. Hay quá. Ở đây thì Hằng có thể chia sẻ với lại cô An á, là có thể là chúng ta không có nhiều thời gian bên con, nhưng mà những lúc mà chúng ta có thời gian bên con thì đó sẽ là thời gian chất lượng. Thời gian chất lượng nó quan trọng hơn là chúng ta chỉ ở bên, ở cạnh con mà không ở bên con. Ở cạnh có nghĩa là chúng ta chỉ ở trong đấy thôi. Thì cái việc mà chúng ta, nếu như mà mình cái quỹ thời gian dành cho con nó không có nhiều ạ, thì khi mà có nó phải là cái thời gian chất lượng. Hôm trước Hằng có trong một cái hội thảo Hằng có chia sẻ là anh chị dành 8 tiếng cho công việc, có khi còn nhiều hơn, về nhà vẫn còn làm việc. Chúng ta bảo là chúng ta làm ra, chúng ta có 8 tiếng đó, chúng ta đi làm cũng chỉ là để phục vụ cho con mà, để phục vụ cho con mà. Thì nếu vậy thì cái thời gian đó cũng là dành cho con chứ. Thì Hằng mới nói là thế thì anh chị có dành được 8 phút chất lượng bên con mỗi ngày không? Mỗi ngày nào cũng 8 phút chất lượng không? Thì có một anh ấy đã nói là khi cô nói điều đấy tôi mới suy nghĩ lại ấy, thì tôi thấy là thậm chí 8 phút cho con tôi cũng không 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 có dành được cho con mình, mà tôi cứ nghĩ là tôi đang đưa có 8 tiếng đi làm kiếm tiền để nuôi con là đủ rồi. Vậy thì quay trở lại với cái chia sẻ của nhà An ấy, thì chúng ta cũng đừng áy náy ha. Cái việc mà chúng ta đang làm, cái cách mà chúng ta đang sống cũng là một cái cách chúng ta đang ở bên con, nhưng mà nếu mà lúc nào chúng ta ở cạnh con, hãy biến nó thành cái khoảng thời gian rất là chất lượng. Ok ha. Vậy thì sẽ cái phần tiếp theo á, thì nó sẽ sơ nét là những cái mốc quan trọng để giúp con cái chúng ta phát triển về mặt ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở đây là có cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Thì từ 0 đến 3 tuổi này, và từ 3 đến 6 tuổi, tức là 0 đến 6 tuổi là cái thời kỳ rất là nhạy cảm về mặt ngôn ngữ. Có rất nhiều nghiên cứu và thực tế cho thấy rằng nếu như mà chúng ta bỏ qua cái giai đoạn này thì cái việc phát triển về mặt ngôn ngữ và nhận thức của con nó sẽ có những cái kết quả dựa vào cái đầu vào này. Thì từ 0 đến 3 tuổi ạ, là mình hình dung là nó cực kỳ trẻ, cực kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ, nên là mình sẽ cung cấp, tức là đầu vào mình cung cấp thật là nhiều, cung cấp thật là chất lượng. Và cái từ 3 đến 6 tuổi thì trẻ phải rất là cần môi trường tương tác với bạn bè. Lúc này là trẻ 0 đến 3 tuổi là người lớn,
đóng vai trò quan trọng, cung cấp tương tác đúng không? Lúc này trẻ không cần bạn bè bên bên cạnh nhiều, tức là có bạn bè nó cũng không biết chơi như thế nào. Nhưng mà từ 3 đến 6 tuổi thì sẽ cần phải có môi trường trường lớp, thì lúc này những cái bạn đồng trang lứa sẽ là những cái người đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển về nhận thức và kể cả ngôn ngữ của con. Nên là mình hình dung là ở những cái lúc nuôi con ấy, thì mình sẽ rất là cần thiết, nếu mà có thể thì phải cho con đi học sớm, thì càng sớm thì sẽ có những giáo viên họ có kỹ năng tương tác với con, hoặc là nếu mà giữ con ở nhà thì đừng giữ lâu quá. Có những cái gia đình mà sợ con bệnh đấy, thấy con tội đấy, thì không cho con tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa ở cái lứa tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Con cần phải giao tiếp xã hội về đời sống của con ấy, thì để sau đó thì nó sẽ gây ra, tức là sẽ có những cái cản trở đối với việc tương tác xã hội của con ha. À, cái câu Hằng xin phép được dừng lại một chút để học đọc cái phần nhắn của các mẹ. Hình như nói đến cái phần này thấy là các mẹ cũng 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 gọi là hơi xúc động một tí, tâm sự dài, xin phép được dừng lại. Em cũng là giáo viên, em thường xuyên dạy tối, cũng phải tranh thủ từng chút cho con. Bước chân về nhà đặt túi sách xuống là dành thời gian cho con hoàn toàn. Tập trung 100% đọc sách, nghe loa, xem video, tương tác với con, mỗi ngày đều đặn như thế. Giờ bạn nhà em 2 tuổi rưỡi cũng nói được câu hoàn chỉnh, con tiếp xúc tiếng Anh như tiếng Việt. Tốt quá. À, đây là một cái minh chứng cho việc là người mẹ bận rộn, đúng không ạ? Nhưng mà thời gian bên con vẫn là chất lượng. Nghe loa ở đây thì chúng ta cũng nên hạn chế ha. Dưới 2 tuổi thì cái ngôn ngữ chính nên là cái ngôn ngữ của người lớn giao tiếp trực tiếp với con. Cái việc tắm ngôn ngữ thông qua những cái thiết bị điện tử á, nó không có phải là, tức là nó cũng bị cái một số những cái trào lưu hoặc là những cái truyền thuyết đấy dẫn tới là các ba mẹ làm như vậy. Nhưng mà mình nghe đến đây mình hình dung là ngôn ngữ định hướng, tức là loa nó phát một chiều nha, thì nó không có cái tác dụng và không có tác dụng trong việc nuôi dưỡng cảm xúc ấm an của con đâu. À, quan trọng là cái giọng nói và cái cách tương tác trực tiếp của cái người lớn bên cạnh con. À, Nhã An này, nhiều lúc giao bài tập về nhà mong ba mẹ có thể đồng hành cùng con, Tuần mà sau em sẽ lục đi. Tuần sau như thế nào? Hả? em đi đấy nhá, ba mẹ À, bài tối thứ năm, tối thứ sáu. anh đang hỏi là em rảnh được buổi nào anh không quan. tháng. Có mẹ đang trò chuyện. Vậy thì mình sẽ ghi nhớ một số cái cách để mình giúp cho cái việc phát triển ngôn ngữ cho con ha. Là mình phải có môi trường ngôn ngữ này, sử dụng các hoạt động ngôn ngữ này, khuyến khích cái trẻ cái năng lực tự do biểu đạt, tự do khám phá. Mục tiêu quan trọng vẫn là yêu thích đến lớp, yêu thích ngôn ngữ, yêu thích tới trường ha. Cung cấp những cái phản hồi kịp thời, đưa ra những cái phản hồi kịp thời cho con. Trong tất cả cái phần này ấy, thì chỉ cần ba mẹ ghi nhớ rất là rõ rằng môi trường tương tác với con, ngôn ngữ định hướng với con, người lớn tương tác, bạn bè tương tác, môi trường chất lượng về mặt ngôn ngữ, chất lượng về mặt thời gian, và hạn chế tối đa cái thời lượng mà trẻ tương tác với những cái thiết bị tablet điện tử. Có rất nhiều cha mẹ thì mình mua những cái ứng dụng app đó để giúp cho con học tiếng Anh cũng được, nhưng nó chỉ nên tương tác 5-10 phút một ngày thôi. Còn cái việc mà đứa trẻ mà screening time quá nhiều sẽ rất là ảnh hưởng tới cái cảm xúc xã hội và cái sự phát triển đa chất lượng con ha. Nên là mình sẽ hình dung là cái việc mà tương tác với người lớn và cái trách nhiệm nuôi con của mình là mình sẽ không dùng điện thoại hay là TV hay là iPad để mà thay được vai trò của mình. App chỉ là một phần bổ sung thêm thôi. Tới đây á, thì chúng ta sẽ đi chơi thêm một cái trò chơi. Thì không biết là mọi người có đang ở trên màn hình không, hay là vừa ăn rồi không có nhắn tin được. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái trò chơi liên quan tới 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 cái hiểu biết, tức là mình chơi cái hoạt động này để mình xem là trẻ học qua cái ngôn ngữ như thế nào. Thì bây giờ nếu như mà mọi người đang ngồi trước màn hình đây, hoặc đang ăn cơm, hoặc là đang làm gì đó, hoặc có bé đó, mình kêu bé lại chơi cái này với mình ha, mình kêu bé cũng được.
kêu bé quay lại chơi cái này với Quang. Thì nếu mà mọi người đang ở trên màn hình thì chúng ta hãy gõ vào trong box chat số 1 cho Quang nhé. Mình gõ vào trong box chat số 1 cho Quang ha. Để chúng ta bắt đầu ạ. Rồi ok, có bé ở đó thì mình cũng mang bé tới để chơi chơi cái hoạt động này với ba mẹ cho nó xôm ha. Cũng vui đấy. Ok. Sao ít thế? Ok. Rồi, chúng ta sẽ chơi cái hoạt động này như sau nha. Là Quang sẽ đưa những cái hình ảnh nó hiện ra liên tục ở trên màn hình. Việc của chúng ta là chúng ta sẽ ghi nhớ những cái tấm hình này theo cặp. Đấy. Chúng ta không cần phải gõ vào đây luôn ha, chúng ta chỉ ghi nhớ thôi. Xin chào em bé chỗ mẹ Thanh Hà, em bé tên là gì? Gõ vào để lát nữa cô Hằng gọi tên thì nó sẽ Đó, rõ con tên hơn. gì? Con tên anh Khôi. À, xin chào anh Khôi nha. Rồi anh Khôi cùng chơi với cô Hằng nha. À, đó là các bức hình này: The boy, the fox, cáo ha. Chúng ta có thể nhớ tiếng Việt hoặc tiếng Anh cũng được ha. À, nếu mà bạn biết tiếng Anh bạn nhớ bằng tiếng Anh, biết tiếng Việt thì bạn nhớ tiếng Việt. Con chuột, cái cây, quả táo, robot, búp bê, à, cô gái đấy, con thuyền, cái thuyền, hồi nãy là con tàu, bây giờ cái thuyền, chàng trai, ngôi nhà, cái xe, à, ngôi nhà đó, và cái cây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Là chúng ta sẽ thấy một tấm hình và các bạn gọi tên cái tấm hình tiếp theo. Các bạn thấy tấm hình và các bạn gọi tên cái hình tiếp theo hồi nãy mình đáng ghi nhớ theo cặp đó. Thì đã hồi nãy mình thấy con chuột này, các bạn có nhớ cái tấm hình tiếp theo là gì không? Gõ vào trong box chat này, phần thưởng dưới 1 tỷ đang chờ mọi người đấy. Có mà chơi trực tiếp đấy thì có nhiều phần thưởng lắm. Cô Hằng hay lột áo mũ rồi nhẫn rồi và dây chuyền tặng mọi người đấy. Không ai có đáp án à? Cứ gõ đại đi. Con chuột này, cái tiếp theo là gì? Tree, excellent anh Khôi. That's good. Cái cây. Một điểm cho bạn Khôi nhá. À, cậu bé lỡ rồi đấy, thấy gì không ạ? Fox, excellent, bạn Phúc đó. Rồi con cáo này tiếp ạ. Cô gái, nhớ tiếp theo là gì không? Một hai ba bốn năm, ship tàu, đúng rồi, Phước Phúc, đúng rồi ạ. À, rồi tiếp nè, quả táo, Robert, excellent, bạn Phúc giỏi dữ. Cái gì nữa nè, ngôi nhà, a boy hả? No, a tree. Rồi, con thuyền. Chàng trai. Ok. Rồi, bây giờ ha, cô Hằng sẽ bày cho mọi người một cách để mình có thể ghi nhớ tốt. Đó chính là thay vì ghi nhớ những tấm hình này theo cặp, hãy cố gắng cho nó một bối cảnh, tức là cho nó một câu chuyện. À, mình sẽ cho hai cái tấm hình này một câu chuyện nhé. Ví dụ như là cậu bé này, rồi tới con cáo này, thì câu chuyện là gì? Câu chuyện không cần phải có ý nghĩa, nó chỉ cần là câu chuyện nào đấy thôi ha. Nó không cần phải quá là cao siêu. Ví dụ như là cậu bé đang đọc sách về một con cáo, hay là cậu bé đang nhìn con cáo, hay là con cáo đang nhìn cậu bé đọc sách. Đấy là một câu chuyện đầu tiên nha. Mọi người có câu chuyện gì mọi người gõ ở trong box chat nha. Con chuột và cái cây thì câu chuyện sẽ là gì? Câu chuyện của mọi người sẽ là gì?
Con chuột và cái cây. Là con chuột trèo lên cây đi ha. Quả táo và robot thì là robot. À, cờ Phúc nói là con chuột tha chiếc giày vào hang trên cái cây, hay quá. Robot thì không ăn được táo. Robot thì không ăn được táo, hay là robot ăn táo, tùy mọi người ha. Cô gái và con tàu thì hôm trước có một bạn chỉ cần ghi cái chữ là Titanic, là Titanic, là mọi người sẽ nhớ cái câu chuyện này, là cô gái trên tàu Titanic. Có cái thuyền và chàng trai, mọi người kêu Sinbad, thủy thủ Sinbad chèo thuyền, chàng trai đang chèo thuyền. Rồi câu chuyện là cái nhà và cái cây, thì cái nhà, cái xe đậu trước cửa nhà dưới tán cây. Cái xe đậu trước cửa nhà dưới tán cây. Rồi bây giờ thì chắc là sẽ nhanh hơn rồi đấy, chúng ta sẽ gõ cái bức tranh tiếp theo, cái bức hình tiếp theo vào trong box chat nha. Con chuột ở trên cây nha mẹ. Rồi ngôi, con chuột này có cái giày này, cái tiếp theo là gì mọi người nhớ không ạ? Mình không 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 gõ được, mình cứ nhấn nút mình nói cũng được ha. Con chuột tha chiếc giày rồi làm sao? À, cái đáp án ở trên rồi bạn Phúc đây nè, ở trên cái cây ha, cái cây. Tree, cây, Tree. cả cây. Yes, very good. It's a tree. Very nice. Rồi tiếp nè. Cậu bé đang đọc sách. Cây cháo, cháo. Bức tranh tiếp theo là gì? À, cáo. À, bạn Khôi nói con cáo. Đúng rồi. Tiếp ạ. À. Cô gái. Thôi, Titanic. con tàu. Con tàu. Very Titanic. nice. Titanic, con tàu. Rồi tiếp ạ, à, con tàu. Quả táo thì tiếp theo là gì? Robot. Robot, đúng rồi. Tiếp theo ạ, à? Cây. Cái cây. Very nice. Xin lỗi cả nhà, đang cắm cái điện. Đi. Con thuyền. Chàng trai. Chàng trai, đúng rồi. À, vậy thì thông qua cái hoạt động này ấy, thì chúng ta thấy được là nếu như mà cái phương pháp mà dạy trẻ đó, mà chúng ta đưa trẻ vào trong câu chuyện này hoặc có bối cảnh này, thì cái việc ghi nhớ nó sẽ rất là tốt, nó tốt hơn rất nhiều là bằng cách chúng ta cố gắng học những cái hình đó riêng lẻ, đúng không ạ? À, nó, cái câu chuyện ở đây nó giống như là cái đời sống vậy. À, nếu như mà chúng ta có thể tương tác và nói tiếng Anh với trẻ trong đời sống, thì đây cũng là một cách để trẻ học ngôn ngữ một cách tốt, hoặc là chúng ta kể cho trẻ nghe những câu chuyện, hoặc chúng trẻ đọc sách, hoặc là chúng ta dạy trẻ thông qua những cái câu chuyện, thì đứa trẻ của chúng ta cũng sẽ dễ dàng ghi nhớ ngôn ngữ hơn. Đây là cái cách mà não bộ của chúng ta học hỏi. À, chúng ta sẽ khó mà nhớ được chi tiết nó là cái gì, nhưng mà nếu mà gắn với các câu chuyện ấy thì chúng ta sẽ nhớ hơn rất nhiều. À, thì cái hoạt động này để cho cha mẹ có thể thấy, cha mẹ hoặc là thầy cô có thể thấy được là khi mà chúng ta dạy trẻ về mặt ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thứ hai tiếng Anh đi, thì chúng ta sẽ đưa cái phương pháp mà dựa trên những cái câu chuyện, đặc biệt là trẻ nhỏ, dựa trên những cái câu chuyện kể, hoặc là chúng ta đưa nội dung và nội dung đấy được truyền tải bằng tiếng Anh, thì đứa trẻ sẽ, não bộ của chúng ta sẽ học hỏi một cách dễ dàng hơn. Hằng có dự định là kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện tiếng Anh. Tuy nhiên á, là cái thời lượng thì sẽ không có nhiều, cho nên không biết là có nên kể không chị Thúy nhỉ? Nên cô Hằng ơi, kể cho Dạ. mọi người vui đi. À, mong biết có Cho bé thoải học mái trước thời gian mà, phải chưa hết tiếng. hôm nay năng suất, hôm nay không bị cháy giáo án. Ok, Rồi mọi người có đang có bé ở trước màn hình không? À, đang có bé ở trước màn hình không? Thì chúng ta có thể kêu bé hào tới hứng kìa. đây. Dạ. Yeah. Ok ha.
À, thì hồi nãy chị Thúy có quảng cáo là Quảng kể chuyện rất là hay, rất là say mê, nên là nó hơi áp lực. Đấy, cho nên là nếu mà mình khen đứa trẻ mình nhiều quá đấy, thì nó cũng sẽ là một cái cách khiến cho trẻ áp lực. Nghiệm đấy, đúng không ạ? Rồi, Hằng sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện bằng tiếng Anh đi ha. Bằng tiếng Anh, mọi người có thể zoom cái màn hình Quảng to lên để mà nếu như mà bé đang ở trước màn hình ấy, hoặc là thôi chúng ta cũng cứ giả bộ như chúng ta là bé đi. Chúng ta đóng vai chúng ta là bé đi. Thì nó cũng sẽ, để xem là nếu mà nó phải tắt cái ở đằng sau đi ấy, thì nó mới thấy được đang ở trong phòng của em bé Bôn. Hằng sẽ chỉnh cái camera tắt cái này. Đấy. Background nó không được sạch lắm mọi người, để đừng để ý ha. Ok, chúng ta sẽ kể cái câu chuyện này khoảng 2 phút thôi, 2-3 phút thôi, cho mọi người sẽ nhìn. Rồi, bây giờ nếu như mà chúng ta kể chuyện cho trẻ, chúng ta dạy trẻ, mà ba mẹ hoặc là thầy cô mà mình có cái mong muốn là dạy trẻ tiếng Anh, và mình nghe thấy là thế thì mình kể chuyện hoặc là mình đọc sách cho trẻ nghe bằng tiếng Anh á, thì nó là một trong những cái cách mà mình đưa cái bối cảnh, tức là đưa ngôn ngữ vào những cái bối cảnh thực tế, nó dễ dàng hơn. Ví dụ bây giờ mình nói với trẻ là cái câu này có nghĩa là như thế này này, được sử dụng trong tình huống như thế này này, thì nó sẽ không có lĩnh hội ngôn ngữ đấy tốt. Nhưng mà nếu mà mình kể chuyện thì bản thân cái câu chuyện là trẻ đã có thể hiểu được cái bối cảnh của ngôn ngữ rồi. Và đây là cái cách tuyệt vời, và Hằng là người phát triển cái chương trình tiếng Anh kể chuyện, cũng đào tạo cho giáo viên cũng như là cha mẹ cái cách để mà dạy con từ 0 tuổi, để có soạn thảo hàng loạt những cái câu chuyện kể bằng tiếng Anh để chúng ta dễ dàng mang vào ứng dụng ở trong cái việc là dạy con để con có thể có cái ngôn ngữ tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Thì thông qua kể chuyện là một cái hình thức rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ Nhã An có nhiều trăn trở, rất là tốt ạ. Ok ha. Rồi bây giờ mọi người có bé ở trước thì lại càng hay ha, để xem cái ứng dụng nó có tốt không. Bây giờ cô Hằng sẽ, chúng ta đóng vai trò làm bé ha, là cô Hằng sẽ review, tức là cái cuốn sách này nó hiện lên rất là nhanh, chúng ta sẽ nhìn thật là nhanh để thấy được là có gì ở trên cái cuốn sách này, có gì ở trên cuốn sách này, và mình viết vào hoặc là mình hô lên cái mà chúng ta hô, mà đừng mở mic thực được ha, để chúng ta cứ tương tự thôi. Thì bây giờ mình sẽ, cái cuốn sách này nó xuất hiện và chúng ta gọi cho cô Hằng là các bạn thấy gì, what can you see, ok ha, what can you see, tell me what can you see, ok, can you tell me what you can see, what is it, can you guess. Gõ trong box chat cho mấy thằng nha. Mẹ của Khôi có thể gõ dùm Khôi nếu mà Khôi nói cái gì ha. You can see. À, một cô bé. Good job. Bạn thấy một cô bé. What else? Cô bé đang cảm thấy như thế nào? Các bạn thấy gì Cái nữa? ghế Cái ghế. buồn Very nice. Cô bé buồn. Very good. The girl is really sad. Wow, cô Hằng thấy cái gì đây nhỉ? What is it? cậu thấy What is đang chơi một it? con rùa À không, đây là một cái gào gào. rau. Câu chuyện này là Why do you hate me? Why do you hate me? Sao cậu lại ghét mình thế? Sao cậu lại ghét mình thế? Why do you hate me? Oh, yucky veggies. Oh, đến giờ ăn rồi. Mẹ của bạn MJ, đây là MJ này. MJ. Hello MJ, everybody say. Hello MJ. Oh, xin chào bạn MJ. Mommy say, MJ, come here and finish this bee. MJ, tới đây, tới đây. Ăn cái đậu, Trả cái lời hạt đậu nói này.
Chúng ta vừa mới học cái phần trước ấy, là mình không có hối thúc mình làm cho trẻ cảm thấy yêu cái ngôn ngữ này nhá. Mình đừng hối thúc kẻ em bé thôi ha. Ok, MJ, come here and finish this bee. No, I hate peas. Bạn MJ không thích ăn rau. Bạn MJ nói là I hate peas. I hate peas. Oh, why do you hate me? Sao cậu lại ghét mình thế? Am I too small? Mình nhỏ quá hả? Small. If I get bigger, will you like me? Oh, bạn đậu biến thành cái bạn đậu to đùng luôn. Thế thì cậu có thích mình không? Will you like me? Small. Bigger, everybody say small. Bigger. Và tiếp Yeah. theo. MJ, come here and finish this onion. Onion. Hành. Onion. No, I hate onions. Bạn em trai. No, I hate, hate. I hate onions. No. No, I hate onions. Bạn em trai không thích bạn hành. Thế thì bạn hành buồn lắm. Why do you hate me? Am I too pale? Nhợt nhạt quá hả? Am I too oh, bạn. If I wear makeup, will you like me? I'm not pale anymore. Makeup, pale. Makeup. If I wear makeup, will you like? MJ, come here and finish this broccoli. Oh, broccoli. Everybody say broccoli. Nice. Broccoli. Broccoli. Cô Hằng ăn miếng rau à? Yummy. Nhưng mà bạn MJ nói sao nhỉ? À, no. Broccoli. Bạn MJ không thích. No. I hate broccoli. Bạn MJ không thích broccoli các bạn ơi. Làm như thế thì bạn broccoli sẽ cảm thấy rất là buồn. Why do you hate me? Am I too green? Mình xanh quá à? Am I too green? Why do you hate me? Am I too green? Đấy, cố gắng xem bạn sẽ làm gì để khiến cho bạn MJ thích bạn nhé. Ui dồi ôi. Ôi trời trời trời. Chúng ta đếm nào. One, two, bạn Rau đã làm cái gì mà bạn MJ sẽ thích đây nhỉ? One, two, three. If I dye my hair, will you like? Bạn 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 broccoli nhuộm cho cái tóc của bạn màu đỏ luôn. Will you like? Chúng ta nhìn này. Wow. Why do you hate me? Am I too green? If I dye my hair, will you Hãy wow. Chúng ta nhìn thấy là bạn MJ cool. Cool. Everybody say cool. Now cool. I love my veggies. Oh, bây giờ thì bạn em dây rất là thích những món ăn của mình. Pea, bigger pea, makeup, onions, makeup, broccoli, nhuộm tóc đỏ luôn. Một câu chuyện rất là dễ thương. Và các bạn biết không, nếu mà mình không ăn những cái bạn rau đấy ấy, mình cứ từ chối những bạn rau đấy thì các bạn rau sẽ rất là buồn. À, câu chuyện này của Hằng là mình thoáng qua một chút thôi, mình kể một cái câu chuyện mà nó lại còn là online nữa. Nó sẽ không có nhiều cái cảm xúc giống như là cách mà chúng ta ở bên cạnh em bé nè, kể cho em bé nghe nè.
Và một cái điều rất là quan trọng đó chính là thay vì việc cố gắng để đứa trẻ thích giỏi tiếng Anh hay là giỏi hay là tương tác để tốt cho con, thì cái điều tốt hơn hết tất cả đó chính là chúng ta sẽ làm cho đứa trẻ yêu thích cái tiếng Anh, yêu thích cái giờ đọc tiếng. À, mẹ Thanh Hà có thể thích không tắt để cho nó không làm phiền mọi người. Còn bé Khôi. Dạ đúng rồi. Cảm ơn chị. À thì đấy là phần thị phạm, cái phần kể chuyện ha. Thì những cái câu chuyện á, những cái câu chuyện mà cô Hằng sáng tác hoặc là những cái câu chuyện cô Hằng làm việc với các cộng sự, như những cái câu chuyện này ấy, thì nó sẽ có những cái tính lặp đi lặp lại và nó cũng thú vị, nó khiến đứa trẻ thích này. Và ở cái trang đầu tiên thì cô Hằng sẽ đưa ra và dịch cho trẻ sơ nét một chút, thì cái câu chuyện này được kể là kể lần đầu tiên cho nên mình sẽ dịch ra cho các em bé đấy, để các em bé có cảm giác thích thú với câu chuyện. Nhưng mà vì cái câu chuyện nó được lặp đi lặp lại các cấu trúc thì giúp cho cái đứa trẻ nó hiểu được cái phần tiếp theo của câu chuyện. Và các bạn biết không, cái việc mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại những cái kiến thức dành cho con hoặc là những cái bài hát quen thuộc hoặc những câu nói quen thuộc, nó sẽ giúp cho đứa trẻ cảm thấy an toàn. Nó sẽ giúp cho đứa trẻ của chúng ta cảm thấy an toàn với ngôn ngữ, với cái hoạt động học tập. Và khi mà trẻ cảm thấy an toàn ấy, thì trẻ mới bộc lộ và phát huy tốt được cái năng lực gọi như là ở bên trong của con. À, một cái lớp học an toàn hoặc một bầu không khí an toàn hoặc một cái sự bình yên của người lớn, cái sự không hối thúc của người lớn á, sẽ giúp cho cái đứa trẻ của chúng ta mới có thể bộc lộ được, phát huy được những cái tiềm năng của con. Rồi, thì cái phần kể chuyện đấy chỉ là một chút xíu trong cả hàng trăm hàng ngàn những cái cách mà cô Hằng kể chuyện cho các bạn nhỏ. Và với một cái câu chuyện thì cô Hằng kể đi kể lại rất nhiều lần, và mỗi lần theo những cách thức khác nhau và thú vị khác nhau, sẽ giúp cho đứa trẻ của chúng ta sẽ cực kỳ là hứng thú với những cái giờ kể chuyện, những cái giờ đọc sách, cái giờ học mình. Và Hằng có cái chương trình đào tạo cha mẹ và đào tạo giáo viên để mà chúng ta có những cái kỹ năng và được cung cấp những cái tài nguyên chuyện kể, chúng ta kể chuyện cho trẻ. Thì riêng cái câu chuyện này thôi á là có một loạt những cái bài hát và những cái bài vè. Why do you hate me? Am I too small? If I get bigger, will you like me? Cái đọc đi đọc lại á, thì thế là mỗi lần mà hồi xưa khi mà dạy cái bài này xong á, thì mới đây thôi chứ, thì các bé nhỏ về nhà cứ mỗi lần nhìn thấy đồ ăn là ai hay veggie, xong rồi nó sẽ nói những cái câu rất là dài. Và chính cái điều này giúp cho cái ngôn ngữ nói của trẻ, hiểu biết của trẻ nó sẽ rất là dễ dàng thông qua cái phương pháp tự nhiên mà não bộ của con theo cách tự nhiên đang học hỏi. Thì phần trình bày của cô Hằng liên quan một chút thôi, liên quan tới song ngữ và cái cách thức dạy trẻ thông qua dạy trẻ để trẻ phát triển tiếng Anh và tiếng Việt một cách hiệu quả. À, tuy nhiên Hằng biết chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái băn khoăn thắc mắc hoặc những cái câu hỏi của mọi người cần được giải đáp. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới với những cái phần giải đáp ha. Hoặc là chia sẻ hoặc chiêm nghiệm của mọi người. À, nếu... Cảm ơn cô Hằng. Cô Hằng uống nước chút xíu đi, trong khi đợi mọi Dạ. người giơ tay phát biểu hoặc là chat thêm tin nhắn câu hỏi nha. Vâng Và ạ. các mẹ ơi, các bố các mẹ ơi, chúng ta thấy thích không ạ? Đó, có những người nói là ôi yêu cơ giọng cô Hằng mất nè, có người nói là yêu giọng nói của cô Hằng nè. Đó, các em bé đang ngồi trước màn hình có thích không? Đó, muốn là bố mẹ có kỹ năng kể chuyện để có thể giúp cho con học tiếng Anh tốt như là cô Hằng không? Dạ, chúng ta có băn khoăn gì trong việc nuôi dạy mấy em bé song ngữ, xin comment hoặc là bật mic nói nha, giơ tay nha. Khuyến khích là bật mic, bật cam nói ạ. À, như là lúc đầu Mít Hằng nói đó, bạn ấy là một người rất là thích giao tiếp, mà trên online này thì cái giới hạn của giao tiếp đó nó không có bằng offline. Chúng ta cứ tưởng tượng với năng lượng như cô Hằng, với cái tài kể chuyện như cô Hằng, thì nếu lớp offline thì sẽ hấp dẫn thế nào, đúng không? Đó, cho nên là chúng ta hãy phát huy vai trò những cái điểm mạnh của cô Hằng nha. À, bạn cảm ơn bạn Giới đã chào hai chúng tôi. Bạn có câu hỏi gì không? Hằng ơi, Hằng lướt lên trên có câu hỏi nào mà lúc nãy mình chưa kịp trả lời không nhỉ? Chị thấy em vừa nói vừa đọc khá là để kịp thời các câu hỏi của mọi người đấy, nhưng không biết có cái câu nào mà mọi người, chúng ta ai mà câu hỏi chưa được trả lời thì xin comment lại đi ạ, để có thể dễ theo dõi.
Ta nhớ là chương trình của chúng ta sẽ kết thúc vào đúng 9 giờ, cho nên chúng ta chỉ còn khoảng là chưa đầy 50 phút nữa thôi, là hãy tận dụng tối đa cô Hằng nhé. Cô Hằng là có rất nhiều kinh nghiệm trong việc là dạy trẻ mầm non, không chỉ là vấn đề ngoại ngữ mà còn là những cái vấn đề khác về phương pháp dạy trẻ rồi tâm lý của trẻ giai đoạn này nữa, vì có kinh nghiệm quản lý trường học rất nhiều năm rồi, cho nên là cũng hỗ trợ đồng hành với giáo viên và phụ huynh rất nhiều trong việc nuôi dạy trẻ mầm non. Nên vì thế mà chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào liên quan chủ đề hôm nay hoặc liên quan đến trẻ mầm non thì cô Hằng biết thì chắc chắn là sẽ giải đáp. Xin mời ạ. Ai giơ tay nào? Ai câu hỏi mới nào? Trong khi cô Hằng đang đọc ngược lên trên những cái câu hỏi đã hỏi xem còn câu nào chưa trả lời không? À, có một câu hỏi là mong được tham gia khóa học online đào tạo của cô mà em chưa thấy thông tin. Đã. Cô Nhã An ơi, cô đang gửi nhắn tin trực tiếp cho Thúy đấy. Cô hãy copy lại nhắn ra cho cả lớp để cô Hằng đọc nhé. Yêu năng lượng của cô quá. Đã. Cô Hằng cho một vài thông tin vào đường link đi để mọi người có thể là cập nhật được những cái thông tin của lớp mà cô Hằng đang tổ chức ở ở đâu, trang cá nhân hay Dạ. là trang fanpage. Dạ. Hàng có những cái khóa đào tạo 1 ngày, 3 ngày, những cái khóa chuyên sâu, những cái khóa 1 ngày, tương lai thì cũng sẽ tổ chức những cái lớp học mà online dành cho các phụ huynh, vì cái nhu cầu đấy cũng em cũng thấy là khá là nhiều, nên là em sẽ tổ chức những cái lớp học Online nhiều người tham gia online. được hơn đấy. Ừ. Vâng ạ, nhưng Thì mà các mẹ kiểu tuổi này là đang online phải em lại không 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 phải thích bảo lắm, online đúng không? là vì kiểu như mình không biết là học viên đang nhìn, đang tập trung hay không, có đang ở với mình không. Thì trong cái bạn Nhã An đang nhắn thì là nó chỉ gửi mỗi Hằng thôi á, thì Hằng xin phép được đọc để cho mọi người học đọc luôn ha, là em xin thêm thông tin các khóa học online đào tạo của cô, thì tương lai em sẽ có những cái khóa học. Mọi người cứ nhắn tin trên Facebook một chút của Hằng ạ, để Hằng có thể có được cái thông tin của mọi người, và sau đó thì em sẽ gọi là sao nhỉ, lưu lại, và có khóa thì có lớp thì em sẽ thông tin một cách tập thể ha. Thì em cũng mới ra giang hồ lại gần đây khoảng 1 tháng, thì tập hợp mọi người ở trong một cái group mà cũng lên đến cả ngàn người, không biết tại sao đông thế. Thì mọi người mới phát hiện ra là cái nhu cầu để được kèm cặp để giảng dạy con cái hoặc là học trò rất là nhiều, thì em cũng tổ chức một vài cái lớp học. Đấy, thì có bạn An nói là em mê giọng của cô quá mà không biết làm sao cho giọng hay như vậy, thì trong cái khóa học của em thì cũng đào tạo một chút về giọng, nhưng mà quan trọng là gỡ được những cái rào cản và bộc lộ bản thân được rất nhiều. Hôm trước thì có một số anh chị học cái lớp học 3 ngày đấy, sau lớp đấy thì kiểu em lớp học đầu tiên được tổ chức thì em rất là thổn thức, tại vì mọi người quá thích, và sau đó mọi người nói là không hình dung được là đi học phương pháp kể chuyện, cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là một kỹ năng, nhưng mà hóa ra nó có nguyên một cái tầng lý luận ở đằng sau, và nó giúp thay đổi bản thân của mọi người nhiều thế, mà em rất là xúc động luôn. Thì em nghĩ là kể chuyện ấy, nói chuyện, kể chuyện hoặc là giao tiếp này, hoặc là các câu chuyện này, bộc lộ bản thân này, là một trong những cái cách khiến cho chúng ta giao tiếp và tương tác với nhau. Cho nên cái việc mà chúng ta được trở về với chính mình, chúng ta được nói chuyện, chúng ta được bộc lộ mình ra thông qua những cái công cụ, nó sẽ giúp góp phần làm cho chúng ta trở thành con người hơn, nó giúp lôi cái đứa trẻ bên trong mình ra tốt hơn, nên là cái dư âm của cái lớp học đấy nó rất là hay. Hy vọng là có thể thiết kế các khóa học online trong thời gian sớm nhất để có thể chạm được đến với mọi người tốt hơn. Sẽ có thông tin thì em sẽ gửi cái thông tin đăng ký dành cho mọi người. Có một bạn hỏi nữa là dạ, em biết là học off vẫn là tuyệt vời, nhưng em ở xa thì Hằng cũng rất là biết những cái trở ngại đấy. Hôm trước có cái lớp học ở Hà Nội, xong rồi lớp học 1 ngày, xong rồi đến lúc mà lớp học 3 ngày thì các bạn ở Hà Nội bạn ý sợ là mình sẽ không tổ chức lớp học Hà Nội, bạn ý thấy lớp học 3 ngày là bay từ Hà Nội vào
rất là vất vả thì mình cảm giác là nếu mà bây giờ có cái phương tiện offline như vậy, online như vậy thì chắc là cố gắng để có thể truyền đạt online, tại vì đây cũng chỉ là thêm vào với lại cái công việc chính là đang vận hành, đang đang sở hữu và vận hành cái hệ thống trường học nhỏ, cho nên là cái phần này thì đúng là cô Hằng chỉ đang làm để lấy niềm vui, giống như là hôm nay nói chuyện với mọi người như vậy là vui là chính ấy, chị thấy ạ. Cái phần bạn Thảo hỏi là em có bốn bé, khiếp, bốn bé Luôn đúng luôn. không? Nể mẹ luôn đấy. Siêu nhân, kia thật. Bé 4 tuổi, 2 tuổi. Em muốn cháu thẻ dạy chữ cho con thì có nên không cô? Hay em dạy con về âm trước? Em cảm ơn. Nên bắt đầu từ đâu với câu hỏi này? Rồi, cái phương pháp cháo thẻ của Glenn Domain á, là mình nói trước ha, đây não bộ chúng ta rất là kỳ diệu, não bộ của chúng ta không đánh vần nhé, chúng ta chỉ đang nhớ những cái từ này là nhớ hình thôi, nhớ hình, và khi mà chúng ta đọc ấy, thì chúng ta đọc là chúng ta đọc cái hình ảnh chứ không phải là chúng ta cần phương tiện đánh vần để biết ha. Não bộ chúng ta rất tinh vi. Thì phương pháp Glenn Domain á, là cháo thẻ giúp cho đứa trẻ chúng ta đọc được hình ảnh. Đọc hình ảnh là hình ảnh của chữ đấy. Và trẻ chắc chắn sẽ đọc được hình ảnh rất là tốt ha, và nhớ được chữ rất là tốt. Nhưng mà quay trở lại là phương pháp này nó cực kỳ hữu ích và có tác dụng cho những cái đứa trẻ mà nó mất cái năng lực về mặt giao tiếp, hoặc là có một số trẻ phổ tự kỷ. Khi mà mình làm cái phương pháp này ấy, thì trẻ có thể là chụp hình rất là nhanh chóng và não bộ của trẻ sẽ phát triển. Thì khi mà mình sử dụng cái phương pháp Nhã An ơi, khi mà em nhắn á, em nhắn tất cả mọi người để mọi người có thể đọc, để cho cô Hằng không phải đọc lại nha, em chỉ đang nhắn cho mỗi Hằng thôi. Thì khi mà mình sử dụng phương pháp cháo thẻ đấy thì để dạy chữ thì nó là cái thứ nhất là cái việc mà học chữ để mà đọc được chữ nó không phải là một cái mục tiêu cuối cùng, hay là nó cũng không phải là cái gì đó quá là cần thiết đối với trẻ. Việc của trẻ là phát triển về mặt ngôn ngữ và về mặt giao tiếp. Còn bây giờ não bộ của trẻ, ví dụ trẻ nhìn vào chữ trẻ có thể đọc được ấy, nó không phải là một trong những cái mà hỗ trợ con ở cái lứa tuổi này. Ở cái lứa tuổi càng nhỏ, 2 tuổi và 4 tuổi này, thì quan trọng nhất vẫn là vui chơi, sự an toàn và sự tương tác định hướng đối với con. Thì nếu như mà chúng ta dạy chữ cho trẻ ở giai đoạn này là chúng ta cũng bằng cách nào đó, thì con ví dụ như khi Hằng dạy trẻ mà Hằng cứ đọc sách cho con Hằng nghe đó, hoặc cho học trò của Hằng nghe hoài á, và cứ vừa đọc vừa chỉnh, và một thời gian sau thì con sẽ đọc được những cái chữ này, tại vì con nhớ những cái mặt chữ này mà. Thì cái việc mà nhớ được mặt chữ đó hoặc là tiếp xúc với chữ nghĩa từ sớm á, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm á, thì sau này con sẽ thích chữ nghĩa hơn, thì cái việc này nó cũng tốt. Nhưng mà cái việc cháo thẻ nó không phải là một trong những cách thức dành cho, nó là chỉ là một cái liệu pháp dành cho, cái phương pháp dành cho những trẻ mà có khuyết tật về mặt não bộ, để trẻ vẫn có thể theo kịp và trẻ có thể hòa nhập phần nào đó vào trong cuộc sống, chứ nó không có có tác dụng ở trong cái việc phát triển về mặt não bộ, giao tiếp và cảm xúc của con. Nên là mẹ có thể cân nhắc, thay vì thế thì chúng ta sẽ tập luyện tương tác, đọc sách, chỉ vào chữ ở trên sách, nói chuyện giao lưu với trẻ tốt hơn. Đó. Glenn Domain nó khá là nổi, đặc biệt là nổi khoảng mười mấy năm trước, gọi là rầm rộ. Đến bây giờ thì một lượng cha mẹ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái phương pháp này và một số những cái cách thức. Thì có rất nhiều cha mẹ là vẫn cháo thẻ và cho tắm ngôn ngữ không qua loa, nhưng mà nếu như mà chúng ta tham gia, chúng ta hiểu biết sâu rộng về mặt ngôn ngữ ấy, thì chúng ta sẽ biết được là cách tác nào nó phù hợp hơn. Thì xíu nữa Hằng sẽ gửi vào trong group cái clip để chúng ta biết được là phát triển về mặt ngôn ngữ cho con á, thì chúng ta nên tương tác với trẻ như thế nào, chứ cái việc cháo thẻ hoặc là tắm ngôn ngữ thông qua loa nó không không phải là cái phương pháp tối ưu ha. Hằng không có nói rằng nó không có tác dụng nào đấy nhất định, nhưng mà
sẽ còn có nhiều thứ khác nó fancy hơn, nó hấp dẫn và nó cần thiết với trẻ hơn. Cảm ơn câu hỏi của Thảo Đào nhé. Em có cái nhận được cái câu trả lời đấy thì còn thắc mắc gì thì cứ tiếp tục chia sẻ. Nhận được thông tin về khóa học online. Trong những cái lớp học dạy cha mẹ dạy con thông qua kể chuyện này, dạy ngôn ngữ thông qua kể chuyện của Hằng này, thì Hằng tin chắc là mọi người, Hằng có nguyên một cái phòng đây không sâu được, có hàng loạt những cái công cụ liên quan đến việc hỗ trợ dạy trẻ vui chơi và kể chuyện. Thì hy vọng là sẽ hoàn thành được sớm ạ. Bạn bạn An có chia sẻ là em có một khó khăn là cũng thấy học sinh nhìn thẻ nói được từ nhưng không có rèn được trẻ viết, thì chắc là trẻ lớn rồi đúng không ạ? Nói hay là đọc những cái từ ngữ ấy, mà cái từ đó nó không định hướng về việc giao tiếp ấy, thì nó cũng sẽ không tốt, nó cũng không có tác dụng nhiều lắm cho cái cảm xúc và cho cái việc học tập của con về sau. Nên là chúng ta có thể thay bằng việc đấy thì cho trẻ vui chơi này, trẻ tương tác và cái môi trường ngôn ngữ xung quanh con, những cái hoạt động tương tác với con nó sẽ tốt hơn. Hoạt động tương tác ở đây là sao? Là ví dụ như mình chơi với trẻ, mình cứ nói chuyện với trẻ, mình giao tiếp giống như là trẻ 2 tuổi thì mình hình dung như là trẻ 20 tuổi ấy. Mình cứ nói chuyện này, mình tôn trọng trẻ này, mình giao tiếp, mình vui chơi với trẻ. Cái này nó không dễ đâu, nói nghe có vẻ dễ dàng ấy, nhưng mà nó không dễ nha. Cha mẹ cảm thấy dễ dàng hơn khi mà cho con cái điện thoại hoặc là làm những một số thứ, nhưng mà chơi với đứa trẻ và thực sự là không sốt ruột ấy, không hối thúc con hoặc là không kỳ vọng ở con á, sẽ rất khó ha. Chúng ta kỳ công chứ không có kỳ vọng. Kỳ vọng rất nhiều sẽ tạo nên áp lực đối với đứa trẻ của mình. Hy vọng là cái phần này thì đến tận bây giờ bốn hơn 40 tuổi ấy, thì Hằng mới mới nhận ra là kỳ vọng không nên, chứ hồi trước thì nhìn con mình thì vẫn cứ rất là kỳ vọng và mong rằng sẽ có những cái thành tích đấy. Nhưng mà sau rất nhiều những cái va chạm và biến cố thì Hằng phát hiện ra là chúng ta nỗ lực vào từng khoảnh khắc, nỗ lực vào từng thời điểm, còn cái việc kỳ vọng hoặc là hối thúc đứa trẻ nó sẽ không có tác dụng tốt cho chính trẻ và cho mình. Em rèn con nói, giới thiệu được và bé khá thích nói rồi, nó liên tục nhưng bắt viết chép từ là ông ẹo, không biết là bé mấy tuổi rồi nhà An nhỉ? Em có thể cung cấp thêm thông tin về bé ha. Viết, cái việc viết, nhân tiện cái câu hỏi của nhà An á, thì có thể chia sẻ thêm một chút với lại phụ huynh về chuyện là tập viết của con. Thì mọi người biết không, trong cái cuốn sách các bé từ lớp 2 trở lên, trong những cái trong cái cuốn sách mà Hằng viết mười mấy năm trước ấy, nó có một cái phần rất là kỹ về, bây giờ thì cuốn sách đấy không còn xuất bản nữa rồi, thì nó có một cái phần rất là kỹ về những cái vận động tinh, những cái cơ của vòng tay của trẻ. Khi mà mình hình dung là trẻ viết, khi trẻ viết là trẻ đang sử dụng những cái vận động tinh, cơ ngón tay này, rồi những cái kỹ năng về cutting skill cũng là cái kỹ năng phục vụ cho việc viết. Vậy thì ngay từ khi mà trẻ khoảng 3-4 tuổi là mình tập cái kỹ năng tập viết này cho con là mình có thể tập được. Nhưng mà không phải là kêu đứa trẻ ngồi xuống để viết. Không phải là đứa trẻ ngồi xuống rồi bảo nó viết chữ rồi là đang dạy trẻ tập viết. Mà trẻ chơi những cái hoạt động bốc này, nhón này, cắt này, miết này, tập những cái hoạt động liên quan đến vận động tinh tay, là lúc đấy là mình đang giúp kích thích và sự phát triển của não bộ của con, cũng như là mình đang hỗ trợ cái việc viết của con các bạn ha. Tức là nếu như mà mình có con còn nhỏ như là hồi nãy có mẹ Thảo Đào ấy, mình có hai con 2 tuổi với 4 tuổi ấy, hai bạn này ạ, là mình phát triển những cái vận động là vận động thô và vận động tinh. Vận động thô là chạy nhảy các thứ đúng không ạ, còn vận động tinh á, là những vận động của cơ ngón tay. Thì trẻ ví dụ như là mình cho trẻ chơi những cái hoạt động nó sẽ cần phải thao tác đến những con ngón tay, nói một cách đơn giản là vậy ha, bốc, nhón, cắt, xếp, gấp, tất cả những cái hoạt động đấy là mình đang giúp con trong cái hoạt động viết của tương lai. Quay trở lại câu hỏi là
bé thích rồi nói liên tục, nhưng mà chép thì con không thích. Hãy biến những cái hoạt động chép từ hay là những hoạt động viết đấy thành những hoạt động thú vị và mang nó vào trong những cái hoạt động trò chơi hoặc là những cái hoạt động hấp dẫn. Thì ngày trước Hằng có con á, thì em bé nhỏ viết thì cũng rất là xấu này, và chữ thì không được đẹp này, nhưng mà bạn rất là thích cái ở hồi đấy ở ở nhà sách nó có bán những cái cuốn sách mà nếu mà cắt ra xong mình miết và mình xếp thì nó sẽ xếp được hình này hình kia, con này rồi tháp rồi tòa nhà. Thì khi mà Hằng mua cái đấy về thì em bé làm cái đấy, em bé rất là thích. À, và vì em thích cái đấy xong em quay trở lại em viết thì em viết đẹp hơn. Nên là mình bổ sung vào với cái hoạt động học viết của con á, là những cái hoạt động liên quan tới vận động tinh nhưng theo cách thú vị. À, còn nếu như mà mình muốn rèn luyện con tập viết thì mình sẽ tạo ra những cái thói quen hồi nãy Hằng có nhắc tới, là cái việc lặp đi lặp lại ấy, cái việc mà tạo thành cái routine, cái nhịp điệu. À, nó sẽ có cái sự an toàn và cái thói quen của con được thiết lập. Lúc này thì nó sẽ không còn là những cái trở ngại của con nữa. À, thì ba mẹ và thầy cô có thể lưu ý thêm cái phần này và mình bổ sung vào trong những cái hoạt động chăm sóc và dạy dỗ con cái của mình để mà mình hướng tới cái kết quả đó, nhưng mà cái cách thức nó sẽ khác nhau. Những cái cách thức nó khác nhau như vậy nó sẽ hỗ trợ được cho trẻ đạt được cái mục tiêu kết quả, nhưng mà cái quá trình thực hiện thì con lại được thực hiện trong sự an toàn, trong niềm vui, trong rất nhiều cái sự hồ hởi hứng khởi. Lúc đấy thì con sẽ sản sinh ra những cái hormone hạnh phúc. À, những cái hormone hạnh phúc này nó sẽ nuôi dưỡng và giúp đứa trẻ phát triển cách lành mạnh và tích cực. À, còn cái thành tích mà chúng ta đang cố gắng nhắm tới, ví dụ nhớ được bao nhiêu từ, ví dụ đọc được bao nhiêu câu, ví dụ viết rất đẹp, ví dụ điểm rất cao, thì tất cả những cái thành tích cuối đó, nó nếu như mà đứa trẻ hướng tới cái thành tích đó bằng một cái tâm thế vui vẻ thoải mái, thì lúc đó cái chất lượng về mặt cảm xúc, cái hormone hạnh phúc của con được gia tăng, thì đứa trẻ của chúng ta sẽ phát triển một cách lành mạnh. Còn nếu như mà cái thành tích đấy mình nhìn thấy là nó vẫn có, nhưng mà cái thành tích này lại không phải là bởi vì cái niềm vui mà trẻ đạt được, mà giống như là trẻ bị cái động cơ bên ngoài là bị ép buộc đấy, thì đứa trẻ sẽ không được hạnh phúc, đúng không? Lớn lên trong cái áp lực, mà áp lực thì sẽ không có lúc cho đứa trẻ giải phóng và phát huy được hết cái tiềm năng. Tức là mình phải tạo ra một cái bầu không khí và một cái môi trường rất là an toàn với đứa trẻ. An toàn về mặt tâm lý ạ, cực kỳ quan trọng. Bé không thuộc được mặt chữ nên khá là sợ viết dù lớp 3 4 năm rồi. Hãy biến cái hoạt động viết đó thành những cái hoạt động vui chơi ha. À, thành những cái hoạt động vui chơi và dùng những cái phần thưởng tích cực, tức là những cái cách thức khen thưởng tích cực để giúp hỗ trợ trẻ. Vì bạn này thì Hằng đoán là những cái bạn này là những cái bạn mà cái rào cản chính là các bạn sợ cái việc đó. Còn câu hỏi nữa không? Không có câu hỏi là cô Hằng dừng. Cảm ơn hàng những câu hỏi rất là dễ thương từ các mẹ đúng không? Chứng tỏ là vấn đề này rất được quan tâm đấy. Nên là lớp thành công lớp offline 3 ngày rồi. Nhưng mong là hàng sẽ thiết kế lớp online để cho các cha mẹ ở xa. Thì không phải ai cũng đến offline được. Đó, thì mình có thể tác động được đến một người cha người mẹ là tác động lên rất là nhiều đứa trẻ. Rất là mong cô Hằng một đội ngũ chịu khó nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, có ai có câu hỏi gì không? Câu hỏi nữa thì chúng ta cùng trả lời nhé. Còn không nữa là chúng ta chào tạm biệt sớm đấy. Chúng ta Dạ. nói là mọi người hãy tận dụng tối đa khách mời. Cái chủ đề này thì em nghĩ là nó cũng khá là mới mẻ, và bình thường thì cái group 8 cuối tuần là sẽ không có đi sâu vào về mặt chuyên môn, và nó không có Chưa đi chưa bao sâu vào. giờ làm chuyên đề này cơ. Thực ra thì Dạ. 8 cuối tuần là quan tâm đến các chủ đề mà đời thường của mọi người. Cho nên dạy con nằm trong các chủ đề 8 cuối tuần rất là quan tâm. Chỉ là Dạ. nhưng mà chủ đề nuôi dạy trẻ song ngữ thì đây là lần đầu tiên. À, cho nên rất là cảm ơn cô Hằng đã đồng hành và ủng hộ. Thực ra 8 Dạ. tuần không có giới hạn về nội dung.
chỉ cần là có nội dung nào mà mọi người cần và các khách mời sẵn lòng chia sẻ, vì đây là chương trình cho cộng đồng mà, hoàn toàn không có bất kỳ một cái phí nào cả, cho nên là phục vụ cộng đồng, nên là mọi người có nhu cầu và khách mời sẵn sàng là kết nối thôi, tí là người kết nối, nhóm 8 cuối tuần là người kết nối, nên rất là mong là sẽ có nhiều chuyên gia đồng hành và chia sẻ như là Miss Hằng hôm nay. Em có một cái workshop free cho một cái cộng đồng khác, nhưng mà em nghĩ là chắc là các cộng đồng của 8 cuối tuần sẽ quan tâm, đó là cái chủ đề hai hai buổi tối cũng là free, là giao tiếp, mình hiểu bản thân và mình giao tiếp với bản thân mình và giao tiếp với xung quanh phù hợp, thì Tốt em quá, sẽ hàng 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 cho đường link vào trong phần chat đi, rồi chị copy vào phần nhóm Zalo luôn để cho mọi người cập nhật. Em xíu nữa em gửi riêng cho chị nhé, tại em phải Dạ tìm lại. dạ cũng được ạ. Em nghĩ là cái buổi tối ngày hôm nay thì chắc là mọi người cũng cần thời gian cho gia đình nữa, thì chắc là chúng ta sẽ dừng ở đây. Có một câu hỏi mới, cô Hằng trả lời nốt câu này đi là chúng ta sẽ chia tay nhau nha. Câu Bạn hỏi là Natalie á. Dạ. giáo dục trẻ song ngữ. Hồi nãy có một cái câu hỏi nữa, em tự nhiên em nhớ ra những cái cuốn sách thì mua ở đâu. Những cái cuốn sách này là Hằng và các cộng sự vẽ. Nó mang lên nó lại mờ. Những cái cuốn sách mà dạy tiếng Anh ấy ạ, thì nó phải đòi hỏi là nó phải dịch này, nó phải lặp đi lặp lại này, nó có vần điệu này, nó có nội dung hấp dẫn cho lứa tuổi trẻ này. Thì ở trên thị trường ấy thì không tìm được theo đúng cái chủ đề mình muốn. Nên là em và các cộng sự thì vẽ sáng tác và vẽ ra những cái cuốn sách đó, hy vọng là thì nó cũng sắp xong được một cái series 10 cuốn rất là hay á, thì Thì có định sẽ in để phổ biến cho cộng đồng không? dạ có, thì Tốt in thì không quá. có in in chính thức, nhưng mà sẽ có một cái platform để tải lên, mọi người có thể tải về in ra, thì em sẽ thông tin tới cộng đồng sớm, chắc là khoảng 2-3 tuần nữa Tốt là nó quá, đã tốt hoàn thiện quá. hết rồi. Đó. Thì nhiều Dạ, cha mẹ cũng không có điều kiện để đưa cháu đi 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 đâu, mà nếu có thể là tự mình dạy con ở nhà thì rất đồng ý với Miss Hằng là không gì bằng cái tương tác, tạo môi đúng, trường trong chính gia đình của mình. chính xác. Bây giờ có cái câu hỏi tiếp theo nữa là giáo dục như thế nào để trẻ không bị loạn giữa hai ngôn ngữ, thì hồi nãy có trả lời cái câu hỏi này ấy là nhiều ngôn ngữ thì không khiến cho chúng ta bị loạn ngôn ngữ, loạn ngôn ngữ cái kiến thức, cái khái niệm là loạn ngôn ngữ ấy, thì nó có thể được coi như là trộn lẫn ngôn ngữ, thì mọi người nghĩ là loạn ha, trộn lẫn ngôn ngữ thì cũng không phải là loạn, tại vì mỗi một cái ngôn ngữ nó chỉ đang truyền tải cái nội dung thôi, nhưng mà nếu như mà mình ở trong cái môi trường một ngôn ngữ, ví dụ thi thoảng mình trộn lại ấy, thì nó không phải là loạn ngôn ngữ. Nó là trộn ngôn ngữ ở giai đoạn đầu, thì nếu một số trẻ mà tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ thì giai đoạn đầu con cũng hay trộn trộn hai ngôn ngữ lại ấy. Nhưng mà một thời gian sau thì nó sẽ đâu vào đấy, tức là ngôn ngữ nào sẽ rạch ròi ngôn ngữ đấy, tức là khoa học không có chứng minh, đã chứng minh được rằng song ngữ không gây loạn ngôn ngữ, song ngữ có những tác dụng nhất định, và nó còn toàn là những cái tác động tích cực thôi, chứ không có giúp khiến cho trẻ chúng ta bị loạn ngôn ngữ. Nếu như mà có xảy ra hiện tượng loạn ngôn ngữ thì không phải là do trẻ có nhiều ngôn ngữ mà trẻ loạn, nó là do cái nguyên nhân khác. Cô ơi, có trang YouTube học tiếng Anh nào phù hợp cho các bé mẫu giáo không? Có rất nhiều những cái trang web mà phù hợp cho trẻ, nhưng mà mình hạn chế sử dụng những cái thiết bị điện tử. Ví dụ trẻ 2 tuổi thì chỉ tiếp xúc 20 phút một ngày. Tổng lại tối đa. Chị Thúy tắt giùm em bạn Thanh Hà vậy. Nhà đây, ok, Dạ. chắc con bé này là nháy nhầm. Chắc là bé thích mở lên. Thì các cái kênh mà YouTube á, cái kênh mà YouTube á, thì chúng ta có rất là nhiều, mình chỉ cần search cái keywords là teaching English for very young learners, for kids đi, dạy tiếng Anh cho bé nhỏ, thì sẽ có, chúng ta mang những cái giai điệu, bài hát vào trong cái việc học của trẻ, và mục tiêu là để cho trẻ thích cái ngôn ngữ này trước.
Sau đó thì ở trường nữa thì con sẽ được hỗ trợ học thêm, ở nhà thì ba mẹ cùng học với con. Chúng ta có thể sử dụng thêm một vài những cái app á, thì Hằng đang từ mấy hôm nay á, là cũng hồi nãy cũng có nói á, là khoảng 1 tháng nay mới tham gia vào cái thị trường là thành lập những cái cộng đồng để dạy song ngữ cho con ấy, cho nên là chưa có nhiều cái tài nguyên lắm, tức là chưa có tổng hợp được nhiều. Thì vì cái nhu cầu của cộng đồng ấy, cho nên là Hằng đang testing một vài những cái app dành cho trẻ, thì có phân tích những cái ưu nhược. Hôm trước thì tìm được một cái app người ta claim là dạy được cho trẻ từ 4 tuổi rất là hay ấy, nhưng mà sau một thời gian Hằng dùng thì Hằng thấy là nó không phù hợp, nên là đang testing thêm một cái app khác để có thể không, testing này là không phải là để bán buôn cái gì cả, mà là để phân tích những cái ưu điểm nhược điểm và họ có những cái hướng dẫn dành cho mẹ, cho cha mẹ để có thể dùng cái app đó với cái chi phí rất rẻ, khoảng 200-300 ngàn một năm mà trẻ có thể học được rất là tốt. Thì cái phần này Hằng cũng sẽ cung cấp sớm thôi cho mọi người cái review những cái app học tiếng Anh cho bé mầm non và bé lớn hơn. Cô ơi, bây giờ cháu học cấp 2 rồi, dạy song ngữ sao cho phù hợp? Hằng là một minh chứng của việc là cấp 3 mới học tiếng Anh và nói tiếng Anh cũng được, IELTS 8 chấm, học ngôn ngữ rất là tốt. Cho nên là cấp 2 rồi cũng là một cái điều hết sức là bình thường. Không có gì phải lo lắng là mình đã trễ hẳn. Rồi, bây giờ quay trở lại là phương pháp hiện giờ dành cho các bạn cấp 2 là như thế nào? Cái chủ đề này nó sẽ là một cái chủ đề lớn hơn, nhiều hơn ha. Nhưng mà trong cái thời lượng buổi ngày hôm nay thì chúng ta có thể đi tới một số cái đáp án cho cái câu hỏi này một cách sơ lược, và sau đó mọi người sẽ tự nghiên cứu và phát triển thêm. Thì đối với những cái trẻ lớn này á, việc đầu tiên là chúng ta sẽ, trẻ nào cũng thế ha, người lớn hay trẻ nhỏ, thì việc đầu tiên là chúng ta xóa bỏ cái rào cản về việc là tiếng Anh là một cái thứ gì đó nó rất là ghê gớm, nó rất khó. Tiếng Anh là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là thứ mà chúng ta có nhịp điệu trong người rồi, chúng ta nói được tiếng Việt thì chúng ta sẽ nói được cái ngôn ngữ khác, với điều kiện là chúng ta có ý thức về việc phát triển và tập luyện cái ngôn ngữ đấy. Thì với các bé lớn á, với bạn cấp 2 ấy, thì Hằng đang sử dụng cái app là Duolingo, là cái app mà Hằng đang dùng để tự học tiếng Trung. Thì với thời lượng mình tập thêm ở trên cái app đó khoảng 10 phút, 15 phút, như cô Hằng thì học tiếng Trung thì chỉ khoảng 10 phút một ngày thôi, hoặc là 5 phút một ngày thôi, thì đã cũng có thể cải thiện được phần nào. Thế là mình bổ sung thêm một số cái công cụ. Cái app đó thì nó khoảng 200 ngàn một năm, tức là thành ra 1 tháng có 20.000 chưa đến. Hôm trước còn mua được giảm giá là có 170.000 một năm. Không thể nào hình dung được sao nó rẻ vậy, và nó rất là tiện và nó dễ dễ học. 1 tháng là nói được tiếng Trung cũng sơ sơ rồi, mỗi ngày có 5-10 phút. Cái việc đều đặn nó rất quan trọng. Thì mẹ sẽ cùng với con ha, mình lập một cái thời khóa biểu, một cái thời gian biểu, và mình cam kết là cái giai đoạn đầu á, là mình cam kết cái thời lượng ha, giai đoạn đầu mình cam kết cái thời lượng mỗi ngày vào cái khung giờ đó, và mình phải tuần tự lặp đi lặp lại. Và cái thời gian đó, cái thời gian đầu đó đó, mình không có tập trung vào việc học được cái gì, mình không tập trung vào việc học được cái gì, mà mình tập trung vào việc mình có được cái thói quen học này mọi người ha. Ví dụ như Hằng đang tập cái thói quen là học tiếng Trung đấy, thì Hằng cái giai đoạn khoảng đâu đó khoảng 10 ngày đầu, 20 ngày đầu, 30 ngày đầu đó là Hằng cố gắng là Hằng giữ được cái nhịp điệu của việc học tập. Thì theo nghiên cứu á, là trẻ càng nhỏ ấy, thì cái thói quen được thiết lập nó càng nhanh đó. Ví dụ trẻ mầm non thì phải kiểu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại ấy, thì mình phải lặp đi lặp lại cỡ 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 cái gì khoảng 10 ngày, 20 ngày chứ 20 lần thì sẽ có được cái thói quen đó. Có nhưng mà mất đi cũng dễ nha. Rồi trẻ thiếu trẻ gọi là trẻ thiếu niên á, thiếu nhi á, thì khoảng 40 lần, người lớn thì khoảng 60 lần, 60 lần ha, thì mình mới có được thói quen. Thì mình liên hệ với cái việc tập thể dục đi. Nếu như mà mình tập thể dục á, mình muốn có được thói quen tập thể dục á, mình phải tập được 2 tháng mà ngày nào cũng tập.
đúng không? 60 lần mà thì mình bắt đầu có được cái thói quen đó. Đó, để mà mình không ngán cho những lần trước. Vậy thì cái câu của mẹ có bé cấp 2 ấy, là giai đoạn đầu mình hãy thiết lập một cái thói quen là cứ mỗi ngày 15 phút, 20 phút mình thói quen mình thiết lập thì khoảng càng ít thời gian càng tốt. Sẽ có cái thời gian đấy bé cấp 2 có thể tự học được rồi, có thể dùng AI để học, có thể lên trên mạng, có thể dùng app. À, tốt nhất là dùng app với cái chi phí nó không lớn. Và hãy cho con một cái nhiệm vụ là tìm một cái kênh học hoặc là một cái người dạy hoặc là một cái thông tin hoặc là tự học. Như con của Hằng là tất cả là tự học hết. À, bạn tự học thì mình sẽ tập luyện cho bạn, bạn có cái thói quen và bạn tập luyện và học tập mỗi ngày. Đó. Thì ở trong khuôn khổ ngày hôm nay thì mình chỉ có thể dừng lại ở cái việc là hướng dẫn cho chúng ta là có cái thói quen luyện tập này và xóa bỏ được cái rào cản là ngôn ngữ không phải cái gì đấy quá khó này. À, tiếng tiếng Anh không phải cái gì đấy quá khó này. Quan trọng là cái sự lặp đi lặp lại và luyện tập đều đặn. Và mục tiêu của chúng ta không phải là để có cái điểm số ở trường cao ha, mà mục tiêu là tiếng Anh này nó được đi vào trong cái đứa trẻ một cách rất là tự nhiên và tự tin. À, tiếng Anh không phải quá khó đâu. Thì đó là cô Dung hỏi nha. À, bé học cấp 2 rồi. Cô Hằng ơi, em nói tiếng Anh với con mà con phản ứng muốn mẹ nói tiếng Việt thì mình vẫn nói phải không? Nếu mà mình nói tiếng Anh với con á mà con phản ứng tức là thì mình hình dung nha, một người nào đó họ nói tiếng Nhật, mình không biết cái tiếng đấy. Họ đến họ nói với mình không hiểu á, thì mình cũng đâu có muốn họ nói tiếng Nhật đâu, nếu mà họ có thể nói được tiếng Việt. À, vậy thì vậy thì cái việc mà mình nói tiếng Anh với đứa trẻ của mình ấy mà nó không thích ấy, thì nó có một vài cái bí kíp như sau. Nhưng mà trước tiên mình hiểu là tại sao nó không thích. Không thích vì nó không hiểu. Nó thấy cái việc đấy, tại sao phải làm cái việc đấy? Tại vì nó không phải như mình. Mình nó đâu có cái tư duy là có tiếng Anh thì sau này cuộc đời sẽ dễ dàng hơn đâu. Nó đâu có cái tư duy là có tiếng Anh sau này không phải đi bán vé số đâu, đúng không? Thì cái việc mà ngôn ngữ đối với chúng ta thích tiếng Anh hoặc chúng ta sử dụng tiếng Anh hoặc chúng ta học tiếng Anh vì cái niềm vui hoặc là vì cái mục tiêu hoặc là vì mưu sinh hay là vì cuộc sống, thì chúng ta có cái động cơ đấy, chúng ta có cái động lực đấy để chúng ta đòi học học tiếng Anh, mà thậm chí có chúng ta còn không học mà. Thì với đứa trẻ chúng nó không thể có được cái động cơ bên ngoài đó, không thể nào có được cái động cơ bên ngoài là ôi học tiếng Anh đi, đúng không? Cho nên là cái đứa trẻ của chúng ta sẽ có cái phản ứng đó, cái cơ chế rất là tự nhiên. Vậy thì việc của chúng ta là chúng ta nói, chúng ta hình dung là chúng ta xem phim Hàn Quốc mà không có phụ đề là chúng ta cũng không xem, đúng không? Có hiểu gì đâu mà xem. Thì chúng ta mà mình xem phim Hàn Quốc mà không có phụ đề á, mà mình xem 100 lần, 1.000 lần mình chả biết tiếng Hàn đâu. Thì khi mà chúng ta có cái hiểu biết về cái cơ chế phản ứng này thì chúng ta thông cảm với trẻ, đúng không ạ? Và chúng ta quay lại là chúng ta không giải quyết cái chuyện là ép cái đứa trẻ thích. Không giải quyết được. Chúng ta chỉ có một cách là khiến cho đứa trẻ thích bằng cái hoạt động, ví dụ đọc sách này, ví dụ kể chuyện này, đọc sách hoặc là kể chuyện cho trẻ ấy, thì bản thân cái câu chuyện nó đã thú vị rồi, trẻ sẽ nghe. À, trẻ sẽ thích. Đúng không? Trẻ không hiểu trẻ cũng sẽ vẫn nghe, tại vì thấy mẹ thú vị quá, thấy cô thú vị quá, thấy cô nhăn nhó, thấy cô nhảy nhót, thấy cô kể chuyện giọng kể dễ thương. À, thì bản thân cái hình thức mà nói tiếng Anh với trẻ là nó đủ hấp dẫn. Bí kíp tiếp theo á là mình sẽ có những cái câu, ví dụ như là trẻ không hiểu thì mình sẽ cho trẻ hiểu trước. Nó mọi người hay nói là cứ sử dụng 100% tiếng Anh đi, mà mọi người quên là giống như bây giờ cho mình xem phim Hàn Quốc mà không có phụ đề thì cỡ nào mình chán hết. À, thì mình sẽ hình dung là mình tăng dần cái năng lực hiểu của trẻ, để mà ví dụ bây giờ cái đứa trẻ mới sinh ra ấy, nó đâu có cái cơ chế phản ứng đâu, mình nói cái gì nó không hiểu nó vẫn nghe, nó vẫn tiếp nhận, đúng không? Nhưng mà những cái đứa trẻ nó có tư duy, nó có phản ứng rồi thì mình sẽ cần phải làm cho đứa trẻ yêu thích. À, thì chúng ta sẽ có một vài cái bí kíp, ví dụ như là
cô Hằng hay làm có những cái huy hiệu cài lên áo này, hoặc là có những cái nón đội trên đầu này, xong mình nói là bây giờ ấy mà mẹ đội cái nón này vào ấy là mẹ không có hiểu tiếng Việt, là lúc đấy mình sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh nhá. Hồi bé làm cái này với thằng Bôn á là nó thích lắm, nó bảo ok mẹ đội nón vào đi, xong mẹ đội cái nón rất là hài hước vào đấy, xong rồi nó mới nói là ớ mẹ bị khùng, ớ mẹ bị khùng, ớ mẹ bị khùng. Xong xong mình mới nghe thấy thế, xong mình bảo what are you talking about, I don't understand it, mình mẹ không hiểu, mẹ không hiểu gì hết, con nói cái gì đấy. Thế là nó cứ lăn ra nó cười. Vậy thì nó trở thành một cái quy tắc giữa hai chúng ta là khi mà mẹ đeo cái huy hiệu này vào thì mẹ sẽ nói chuyện với con bằng tiếng Anh. Lúc đấy thì bản thân cái não bộ của trẻ sẽ đổi qua một cái tính năng switch code, là giống như là đang trò chuyện với người bản xứ, và nó không có từ chối cái việc là cái người này không có hiểu tiếng 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 từ chối cái việc là cái người này hiểu tiếng Việt. Tức là nếu như mà biết được cái người này không hiểu tiếng Anh thì tự động tự nhiên là trẻ sẽ bật qua cái cơ chế kia. Đó là cách một. Cách tiếp theo nữa là mình có cái quy định. Ví dụ buổi sáng từ mấy giờ đến mấy giờ thì chúng ta sẽ nói tiếng Anh. Đó, mẹ với con sẽ cùng cố gắng nói tiếng Anh. Đó. Hoặc là buổi sáng, hoặc là buổi chiều, hoặc là buổi tối. Nếu như mà ba mẹ có thể giao tiếp được với con, tức là mình phân chia cái thời lượng. Cách tiếp theo nữa là mình có thể sử dụng gọi là English zone. Ở trong cái thảm này, trong cái thảm phòng khách, hoặc ở trong cái những cái ô gạch này ở ngoài phòng khách, hay là ở trong cái lớp này, ở trong cái chỗ này, hoặc ngồi lên cái ghế này là chúng ta nói tiếng Anh nhá. Thì có một lần ấy là mình lấy cái nguyên tắc này thì có một số đứa trẻ nó ngồi trong đấy và nó rất là muốn nói hằng một cái câu gì đấy mà nó không thể diễn tả vào tiếng Anh, nó phải chạy ra khỏi cái thảm đấy, nó nói tiếng Việt xong rồi nó chạy lại. Nó vẫn đảm bảo là phát triển được cái phần là thỏa mãn về cái tâm lý của đứa trẻ, đúng không? Là trẻ rồi vẫn thích, và nó trở thành cái nguyên tắc mục tiêu để ra được cái nguyên tắc này là chúng ta quay trở lại, chúng ta thỏa thuận cái nguyên tắc này với đứa trẻ trong cái niềm vui, và mình thực hiện nó trong cái niềm vui. Thì đấy nhá, tóm lại là mình có thể sử dụng một cách là mình làm một số cái phép thuật là ở khi mẹ đeo cái nón này thì mẹ không hiểu tiếng Việt, hoặc là khi mẹ đứng vào cái thảm này, chúng ta ở trong cái thảm này chúng ta sẽ cùng nói tiếng Anh, đứa nào vi phạm nhá thì bị thế này bị thế kia, ví dụ như là thực hiện tốt thì mẹ sẽ nấu món ăn con thích, thực hiện không tốt thì mình sẽ trừ đi cái niềm vui nào đấy nhẹ nhẹ, ví dụ vậy. Thì đấy là cái nguyên tắc vui giữa hai mẹ con, hoặc là với học trò. Với học trò mình có thể kêu là English zone là cái góc, cái chỗ đấy, cứ vào trong đấy thì mọi người sẽ nói tiếng Anh. Thế thì đây là những cái cách thú vị này, hấp dẫn này, vui tươi này, và giúp cho đứa trẻ của chúng ta học tiếng Anh một cách vui vẻ, đúng không ạ? Và vẫn có được những cái hài hước và sự kết nối giữa người dạy và người học. Hy vọng là có thể có cái thời gian mà chia sẻ nhiều hơn với lại anh chị những cái kỹ thuật, hoặc là những cái bí kíp, hoặc là cái cách. Thì bản thân cô Hằng thấy là không đứa trẻ nào nó từ chối cái việc cô Hằng dạy trẻ bằng cái phương pháp chuyện kể, thông qua những cái bài hát, thông qua những hoạt động trò chơi, thông qua cái cách tương tác hàng ngày. Thì nếu như mà xong cái chương trình đó sớm thì Hằng sẽ hô hào để chúng ta có thể gặp gỡ những bà mẹ để có thể thêm được cái kỹ năng dạy cho con. Ngoài cái chuyện học tiếng Anh thì Hằng nghĩ là đứa trẻ của chúng ta sẽ phát triển trong lành mạnh và hạnh phúc nữa cơ. Trời, cảm ơn Hằng rất nhiều. Chắc là hôm nay khai thác của Hằng thế là rất nhiều rồi đúng không? Bạn ý Dạ. với Hằng là đương nhiên là trẻ nhỏ thì như Hằng nói là rất thích hợp với trẻ kể chuyện và các cái ngôn ngữ bằng nghệ thuật để dạy rồi. Nhưng mà kể cả người lớn cũng thích nha. Cho nên là Dạ cô đúng Hằng sẽ tiếp tục phát huy và dạy tiếng Anh cho người lớn bằng phương pháp đấy cũng hấp dẫn lắm đấy. Và như Hằng rồi. nói là 3 ngày vừa rồi tại sao mọi người thích đó là lớp học hạnh phúc cho cả Hằng và các bạn là vì là Hằng đã làm cho họ được trở về với đứa trẻ bên trong của họ, được bình an với những cái phương pháp mà tưởng là chỉ cho trẻ nhỏ nhưng không, chúng ta cũng được lợi lắm đấy. Cảm ơn Hằng Dạ. rất là nhiều. Cảm ơn chị Rồi, Thúy. chúng ta hãy thả tim chào tạm biệt đi ạ. Chúng ta hẹn gặp nhau vào một dịp khác và mong là cô Hằng sẽ dù rất là bận nhưng mà thỉnh thoảng cống hiến cho cộng đồng 80 tuần nha. À, biết Dạ. ơn mọi người đã tham gia và đặc biệt là
Những người có mặt ở đây là một những người rất là chăm học và chăm tích lũy kiến thức để là làm sao cho những đứa con của mình được hạnh phúc hơn. Nhớ nguyên tắc mà cô Hằng nhấn mạnh này nha, không có ép trẻ, phải làm cho trẻ thích. Đấy là một cái thông điệp mà rất là hay. Kỳ công chứ đừng kỳ vọng. Thì công còn không có kỳ vọng, đúng nhưng mà rồi, mình càng kỳ vọng càng thất vọng đấy. Trong dạy sẽ trẻ mọi thứ chứ mà chỉ mỗi dạy ngoại đó. Trong ngữ. trong cuộc sống luôn ấy. Em bây giờ Đúng là thế. chỉ có kỳ công không kỳ Đến vọng cái gì. tuổi 40 trở lên là chúng ta tự trải nghiệm là chúng ta không bao giờ muốn kỳ vọng vào cái gì nữa rồi. Rồi, Dạ đúng rồi, cảm ơn bye chị Thúy à, và cảm ơn sự bye. tham gia Chúc của Hằng mọi ngủ ngon người. và chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye nhá. Dạ. Ok, chị xin tắt Zoom nhá. Dạ.